cánh chuyện lòng bông. Bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Ông có biết cô đào quay mang cái bụng bầu và mà còn bầu. Đừng trêu tôi bởi vì hiếm hoi muộn mà. Tại vì bà đến hôm nay mang bầu cái bụng chan ban. Ông đừng mỏi chi hay trông nom quét dọn đứa nồi nấu cơm. Khổ nỗi cái phần đàn ông lắm chuyện lòng bông. Bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Phần đàn ông lắm chuyện lòng bông. Bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Ông có biết cô đào phải mang cái bụng bầu và mà còn bầu. Đừng trêu tôi bởi vì hiếm hoi muộn màng. Cũng tại vì bà đến hôm nay mang bầu cái bụng chan ban. Ông đừng nói chi hay trông nom dọn rồi nấu cơm. Trời đất ơi, khổ nỗi cái phần đàn ông lắm chuyện lòng bông. Bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Bà làm gì lục đục lục đục sao bếp hoài bà? Tôi đang pha trà cho ông uống đó mà. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi ra đây. Tôi tập cho bà vài thế võ bình định để bà giữ thân giữ mình. Chứ để thân gái dặm trường ra đường con mình nguy hiểm lắm biết chưa? Vậy ha. Ừ. Sao? Võ bình định sao đâu? Đâu ông dạy cho tôi coi. Đứa nào vào vô ăn trộm gà tôi đá cho dài đá cho nó hộp máu nó ra. Đá tới không? Sao? Sao khi dễ vậy à? Vậy mà đòi đá người ta. Nè bà coi tôi nè. Rồi. Trước hết bà phải học thuộc lòng câu này. Sao? Chấp bái Quan Âm. Chấp bái Quan Âm. Bái tầm lòng thế. Bái tầm long thế. Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi. Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi. Nhớ rồi phải không? Giờ bắt đầu nghe. Trước hết á, chắp hai tay trước ngực. Nói chắp bái Quan Âm. Chắp bái Quan Âm. Tiếp theo đưa mạnh hai cánh tay qua bên trái. Nói bái tầm long thế. Bái tầm long thế. Được. Nè nè nè. Tiếp tục. Sạc hai cái chân ra. Sạc hai cái chân ra. Bà sạc ta coi. Sạc đi nè. Bà sạc. Sạc đi nè. À quên, tại chân ngắn quá. Ông này không thấy. Ông này kỳ quá hả? Tập đi mà, kỳ quá ông ơi. Thì vừa tập vừa giỡn cho nó vui chứ. Rồi, sạc chưa? Sạc đi. Rồi, đứng tấn xuống coi. Tấn sao? Tấn vừa vừa thôi, tấn quá nó lúng đất là bà. Tấn sao? Đó, vậy là tấn rồi. Thôi, thôi, đừng có dặm. Tôi bị tấn rồi, đừng có dặm. Rồi. Hoành khai hổ khẩu. Hoành khai hổ khẩu. Éo quá, éo lại. Xong rồi. Éo được. Éo nè. Chát. Tập võ mà éo. Đứng im nè. Bực mình. Bây giờ tiếp tục. Rồi. Đá mạnh một cái lên nè. Đá mạnh lên nè. Mạnh lên cái. Phục địa lôi. Bạch. Phục địa lôi. Ui da. Trời ơi. Sao đá tôi một cái dữ vậy bà? Ông thấy tôi thông minh không? Thông minh.
đều còn hơi ngu. Ủa, thông minh mà ngu hả? Ừ, khi đá lên rồi á, bà phải rút cái chân bà về cho lẹ. Rút cái chân về cho lẹ hả? Ờ, cứ bà đưa cái giò lên vậy hoài á, nó chụp lên nó bẻ lọi giò luôn, hết đi luôn rồi đó. Thôi ông ưa trù tôi quá à. Vậy thì sao, ai biết đâu. Ông chỉ đi, phải chỉ cho thiệt là kỹ chứ. Bởi vì ông là thầy võ chuyên môn thì ông phải chỉ cho tường tận. Chứ còn ông nói sơ sơ tôi cũng biết ở vô tế. Nè, nếu như bà muốn thoi á thì từ dưới móc lên một cái mạnh, chứ hai tay bà mà đập lung tung nha, bộ tính cảnh quất hay sao. Còn nếu bị nắng bất ngờ thì tôi phải làm sao đi chứ hả? Thì bà lủi đầu vô ngực nó cho một cái đùng vậy nè, tức thì là nó té chăn ra. Còn như nó ôm ngang ông, nó ôm chặt cứng hết phương phục cửa. Trời ơi, dễ ợt à. Bà thò tay ra, bà bốn cái sao cái nó đựng cắn à, cho bà coi à. Trời ơi, cái miếng gió này, nó độc thiệt à. Sao không độc? Cái vô nó dễ quá. Ủa, ai vậy? Cái ghê quá ơi. Ở đâu mà xen vô ông nội? Trời ơi, miếng gió độc thiệt nghe, trời ơi. Ba à, tôi nè, anh dạy chị Tư miếng võ gì mà tôi ân quá anh Tư hả? Võ gia truyền, mời anh ba vào uống nước. Ba hả? Vô chăm bình trà đi, đứng bây giờ mỏng hoài vậy. Trời ơi, ông sẽ kiếm chuyện mà. Trời ơi. Chị Tư dễ thương ghê, đi giống như trái banh lăng ông nội ơi. Anh Tư ơi, về tôi qua đây có chút việc muốn nói với anh Tư nha. Tôi tính đi nói vợ cho thằng Út tôi đó. Thằng Đực đó hả anh ba? Nó được quá chứ. Năm nay nó cũng lớn rồi, anh lo vợ con cho nó là phải rồi. À, nhưng mà kẹt quá anh Tư ơi. Kẹt gì? Sao mà con tôi nó khờ quá anh Tư? Khờ lắm hả? Nó khờ hết trời. Nó biết ăn cơm không? Biết chứ. Ăn một lèo 8-9 tô luôn. Trời ơi, chị đâu có khờ. Này, ăn thì nó khôn lắm, còn những chuyện khác là nó lù đù như ngóng đực chứ. Vậy ha. Ừ. Rồi giờ anh tính sao? Tôi tính nhờ anh Tư chịu khó làm mai. Nhưng mà làm mai con cái của nhà nào? Anh biết bà Năm Lý bán cao đơn quần toán. À, bà Năm Lý ở trên xóm cây đa phải không? Bà đâu có lại với tôi đâu anh. Vậy hả? Chỉ nhờ anh Tư giúp cháu nó một phen, chỗ láng giềng quen biết với nhau. Lời nói của anh có uy tín quở giờ, anh nói một câu là chắc chắn xong ngay. Đúng không? Ừ, được. Anh để đó đi, tôi lo cho. Nhưng mà kẹt quá anh ba. Ủa, kẹt là sao? Người ta thường nói á, ở đời á có bốn cái ngu. Là mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Trong bốn cái ngu á, tôi lãnh cái ngu thứ nhất ra anh. Thôi mà anh Tư, giúp cho con cháu, rủi con ngu chút đỉnh đâu có sao đâu anh Tư. Ngu mà không sao. Trời, nói nghe dễ thương quá. Giúp giùm. À, thôi được rồi. Được hả? Để tôi ráng giúp cho nghe. Trời. Bây giờ anh cho tôi biết vài chi tiết quan trọng về thằng Đức của anh. Dạ. Để tôi liệu mà tôi nói chuyện với người ta. Dạ. Thằng Đức á. Dạ. Tối nó ngủ ở đâu? Trời ơi, ngủ ngon lành nha. Ở đâu? Ngủ ngoài chuồng bò. Dạ. Sao trong nhà không ngủ đâu rồi đó? Tại nó ý thích nó mà. Nó nói ở ngoài chuồng bò mát. À, vậy ha. Dạ. Tới bữa ăn á. Dạ. Nó có ăn chung mâm với anh không? Không có đâu. Nó xúc một tô rồi bưng vô kẹt bồ lúa ngồi ăn mình trống á. Sao ngộ ha. Dạ. Rồi nó có nói là nó muốn vợ không? Dạ không. Nó dạ. Không muốn vợ anh cưới cho nó làm chi? Chứ hồi tôi còn nhỏ nó, tôi có muốn cưới vợ đâu. Kia tôi cũng đè đầu bắt cưới nó. Trời ơi. Sao có sao đâu. Anh khác, nó khác. Anh á, tuy cái miệng nói là không có muốn vợ, chứ anh là quỷ sống. Thì cái này là nó thiệt tình luôn, anh quỷ sống luôn. Còn thằng Đức á, nó cù lần quá à. Anh bắt nó cưới vợ làm chi? Tại vợ tôi muốn có đứa cháu nội ẩm bồng. Bả nhất định qua Tết năm nay sẽ cưới vợ cho thằng Đức. Tôi cản nó, bả đòi tự giận á. Trời ơi, thôi vậy để tôi ráng tôi giúp giùm cho ha. Giúp giùm. À, để chỉ chết á, sớm này mất đi một tay tứ sắc.
Sáng mai tôi qua nhà bà Năm Lý. Dạ. Còn phần thằng Đức á. Dạ. Anh biểu nó đó, mỗi bữa cứ qua nhà tôi á, tôi dạy nó vài giờ. Nó học ít hôm á thì nó hết khờ. Anh nói với nó là ráng chịu khó. Có ngu cách mấy á, cũng phải ráng nhớ. Nhờ anh giúp cháu nó một phen. Thì chỗ bạn bè tôi rất là sẵn lòng. Dạ, chứ con của tôi sao nó ngốc quá trời. Nó không có giống tôi mà nó giống cái thứ gì. Trời ơi. Mặt ngáo ngáo, lương cũng ngáo ngáo. Trời. Lớn được một tấm, mặt cũng một tấm. Thấy mà muôn khoát ghê. Tôi nhờ anh giúp giùm. Thôi được rồi, thôi gì vậy? Dạ. Nói mà chỉ trong mặt tôi không à? Dạ, không phải, xin lỗi anh. Dạ, bị cái trơn tay tôi ngay cái mặt anh vậy. Thôi tôi về anh á. Ừ. Hôm qua con thấy bác trai ngồi uống trà với bác ba vui. Ừ. Không biết hai ông bàn chuyện gì đó cơ bộ quan trọng lắm á. Quan trọng lắm phải không? Biết sao không? Sao? Anh ba ảnh giờ ông nhà tôi á đi làm mai á. Bác trai làm mai cho ai vậy bác Tư? Thì có ai khác hơn là con trai của anh ba. Năm nay chưa tới 20, ai cũng biết nó có tên là thằng Út Hờ. Thằng Hờ á? Nhưng bác trai đi làm mai con của ai vậy? Ở xóm dưới mình hay là ở dưới chợ? Nè, đi lại đây nè. Con gái của bà Năm Lý ở Hàm Giang. À, con nhỏ nó có duyên và khôn ngoan lạ lùng đó chứ. À, vậy là cháu biết rồi hả? Biết sao? Đó là chị Út Men. Đó là Út Men. Cháu gặp chị mấy lần rồi. À, sao? Trên chiến đò để ra Long Vĩnh đó. Long Vĩnh hả? Nhưng chị cũng khôn ngoan và có duyên. Đẹp gái. Đẹp lắm. Cháu không có biết. Chị chỉ có ơn ngôn à. Lấy anh Út Khờ á. Tưởng hay không? Mày nói cái thằng Đức có tưởng không? Nó khùng hẳn hồi chứ tưởng gì mày? Anh Đức ảnh khùng hả? Sao bác ba còn nhờ bác trai đi làm mai mối cưới vợ cho ảnh nữa? Tao đâu có biết. Có cái thằng con á, khởi vậy ha. Tuổi thì mới có 17, 18 tuổi. Vậy mà tối là đánh đáo. Vợ như mấy đám con nít trong xóm á. Vậy mà mày đặt cưới vợ mới là lạ chứ trời ơi. Nhưng con thấy nhiều khi á, anh Đực ảnh cũng khôn lắm chứ bác Tư. Khôn hả? Thằng đó có nước nó khôn. Thôi mày ơi, bỏ cái vụ thằng Đực đi. Nói một lát cái tao nói bậy bây giờ. Mày có bị nó chọc kẹo bao giờ chưa vậy Mười? Dạ không. Mỗi lần anh gặp con ảnh nói chuyện đàng hoàng lắm. Đó là nhờ mày đàng hoàng đó. Còn mấy con nhỏ nó thấy nó tửng nó ghẹo phá nó đó. Nó ôm la la hoài. Ghẹo đó là nó ôm, ghẹo là nó ôm. Ê, hình như ai tắm dưới sông đằng kia giống anh Út Khờ quá bác Tư ơi. Đâu? À, thì nó chứ ai. Đi con, đi. Tao với mày lời con nó tắm chơi. Đi lời. Con nó tắm. Anh Đức. Con Mười, bác Tư. Mạnh giỏi ha. Mạnh cảm ơn mày nghe không? Đó, anh đã có khùng đó bác Tư. Thằng con Mười ơi. Ờ. Bác Tư ơi. Ờ. Hai người xuống tắm cho vui đi. Đó. Khen nữa thôi, khen nữa không con? Bác Tư ơi, xuống đây mình làm bò chém lộn chơi. Trời đất ơi. Bữa nào á, tôi cũng ra đây nè. Tôi tắm, thấy nó mát ghê. Ờ, mát quá con ha. Con Mười ơi, xuống tắm cho vui Mười. À, nói thiệt là lạng tay hả mày? Con gái con trai vậy mày? Ủa, con gái hả? Nhưng mà không sao, gái trai gì cũng vậy mà thôi. Trời ơi. Đây là bác Tư này xuống tắm với tôi thôi. Ê, cái thứ đồ quỷ sắc hả? Cái xác mà lớn chồng chồng à. Mà tắm á thì như là con nít vậy đó. Nói chuyện giống cái thằng khùng này. Thằng khùng hả? Nói vậy mà khùng. Tắm mát mà bác măng bác là. Còn hơn bác ham cày mà bác ở vườn. Trời đất ơi. Là anh Đực nè. Lên bờ kéo đã quá trưa rồi. Lên hả? Lên làm sao được mà lên sao
Sao mà mày lên không được vậy? Sao cười? Quần áo con để dưới gốc cây trên bờ, làm sao lên? Trời đất quý thần ơi, như vậy mày... Bác Tư ơi, bác Tư với cô Mười dây mặt chỗ khác đi, rồi con mới lên bờ được chứ. Rồi, tao dây mặt chỗ khác rồi đây nè, mày lên đi cờ ơi, rồi. Dây đi. Dây nè. Khoan, còn cô Mười nữa. Dây luôn đi Mười ơi, trời ơi. Có chỗ khác rồi nè. Ngó đi. Ủa ngó sao cặp mắt cô còn hí hí vậy? Giật anh nè. Giật hả? Ừ. Đừng có quay lại nghe. Xong chưa? Khoan, còn. 5, 15, 20, 25, 30 đó. Rồi, xong rồi. Ơi, rồi, quay đi, quay lại thấy không? Đó. Rồi, đàng hoàng rồi thấy không? Đợt ơi, đợt. Ui, gần cưới vợ rồi mà sao mày còn có nít quá vậy mày đợt? Ủa, con cưới vợ hả? Ai nói? Tía mày nói chứ ai nói? Thôi, con không dám cưới vợ đâu. Ủa, sao hả? Cưới về nó đánh con á. Cưới vợ về nó thương mày chứ. Thương chứ hả? Sao lại đánh mày được? Thương ông thương. Con thấy vợ ông Hai Thợ Mộc ở xóm con á. Ba gượt ông đánh ông chạy hoài hả? Mày không có biết. Đó là vợ chồng ông đùa giỡn với nhau đó, vui lắm. Đùa giỡn hả? Ừ. Đùa giỡn sao thấy lỗ mũi ông chảy máu hoài vậy? Đó là tại... Mà thôi mày ơi, dẹp mày đi mày. Nói chuyện với mày một lát tao phát cùng. Chớ nói chuyện với bà bọn tôi không cùng hay sao? Ta bao lớn mà bảo vợ con nói gì? Thì tía mày tin cậy người mai mối để cho mày có đôi bạn với người ta mà mới nói lạc quạt mà. Tía của tôi ổng muốn cưới ai? Ổng cứ cưới cho ổng, còn tôi ổng có thèm cưới ai hết á. Cái đồ điên. Điên hả? Mày điên quá đi mẹ. Không biết ai điên à? Ai điên? Bác điên. Tỉnh chưa hả? Thấy tôi không? Cái mặt tôi về mà nó tôi điên quá. Thôi vậy bác ơi. Men Gì vậy? Dạ cái gì? Tao hỏi nè mày nè, mày thấy chỗ đó có được không? Trả lời cho tao biết đi, mày làm gì mày đứng như trời trồng vậy? Dạ. Vậy sao? Dạ sao? Dạ con thấy má anh Thành dữ quá luôn. Dữ sao không dữ mày? Trời đất ơi, cho tiền góp mà không dữ hả? Có ngày nó giật hết rồi coi như là sạc nghiệp hả mày? Nhưng mà má ơi, con nghe nói mấy người làm nghề cho vay bạc góp ác lắm á. Thật cũng mày đó. Hết dữ rồi tới ác. Mày không nhớ sách vở ông bà người ta để lại, người ta có nói cái câu như thế này nè. Sao má? Vi phú bất nhân mà dạ. Vi nhân bất phú sao con? Dạ. Con dạ mà con có hiểu không? Dạ không. Trời ơi, cái dạ nãy giờ tôi tưởng nó hiểu, mà hỏi lại nó không hiểu. Đây nè, mày nghe tao dịch lại cho này, tao dẫn giải cho mày biết nè. Dạ. Có nghĩa là người có nhân đức á, thì đâu có ai mà làm giàu. Mà hãy làm giàu à, thì làm sao mà có đức có nhân cho được. Tao sợ gã mày đến cái nơi mạt liệt á. Có ngày vợ chồng mày sách bị đi xin. Nhưng còn thiếu gì nơi nhân đức hiền lương. Còn con thì tuổi mới 22, có phải là ế ẩm gì đâu. Trời, không lẽ rồi mày đợi ế ẩm mày mới bằng lòng xuất giá hay sao? Nè tao nói thì mày phải nghe tao nha. Mày có nơi rồi tao mới hết lo. Nhưng mà má phải chọn chỗ nào cho hợp lý con, chứ má chọn chỉ cái chỗ ác ôn, chuyên làm cái nghề cắt cổ người ta. Trời sao? Rồi mày không chịu chỗ đó phải không? Thấy không? Dạ. Thấy không? Đúng vậy phải không? Mày khỏi ngập ngừng, tao nhìn cử chỉ tao hiểu rồi. Vậy thì bây giờ để coi, còn chỗ này nữa. Chỗ nào má? Con trai bà Hai Chảnh mày chịu không? Trời ơi, thôi đi. Má nói anh lít đó hả? Chứ còn ai nữa, cho còn ai vô nữa. Thôi đi má ơi, trời ơi, ông nó uống rượu như hủ chìm luôn mà má biểu con ưng. Ai nói mày hủ chìm á? Lâu lâu nó vui chơi với bạn bè một bữa chứ có hủ chìm hủ nổi gì đâu mà mày nói. Trời ơi, như vậy là má không biết rồi, cho nên má còn binh vực cho ảnh nữa. Con nè, con dạ. Gặp rồi. Vậy hồi hả? Bữa đó con đi chợ, con đi ngang qua quán nhậu á. Ha, cái con thấy ảnh cắn giọng ngược cái chai bia trên miệng. Bia chảy hả xuống ọc 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 cái đó, cái ông ực cái một hết trơn nguyên chai rượu luôn á.
ực một cái mọt hết trơn chai rượu. Dạ. Dạ, cái thằng tài ghê ha. Dạ, tài lắm ấm ơi, tài dữ luôn á. Chừng cái con đi chợ về ha, cái con thấy bà con ta lội xuống ao cái giường ta vớt người lên. Vậy hả? Dạ. Má biết ai không? Sao không biết mày? Ai? Chắc thằng nào nó tự giận hay là nó chết đúng một chân vậy? Không phải đâu, là anh Lít á. Cái gì? Anh Lít của má à. Thằng Lít đó hả? Dạ. Thằng Lít vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, cái thằng gì muốn rượu kỳ cục vậy? Hết chỗ té rồi sao té xuống ao cá dồ trời. Thôi được rồi. Bây giờ hai chỗ đó mày chơi hết phải không? Hai chỗ đó mày chơi á. Có rồi. À, cái chỗ này là mày chịu liền á nha. Ủa, chỗ nào nữa? Thằng con bà hai bán cá được không? Trời ơi, má nói anh chém hả? Đó. Má ơi má. Vậy con? Người như vậy mà má tính gả con cho hả má? Trời đất ơi, cái thằng đó không có chỗ nào để mày chê đâu. Má ơi, má nghe con nói á. Nói tao nghe. Ảnh ăn cơm một lần sau bảy tô, rồi ảnh còn ăn ba bốn chiếc chè, răng miệng sơ sơ hết bốn năm trái dưới, rồi còn ăn thêm một cái bánh chưng chơi em. Một chén rau câu. Con này thằng nào sao mà nó cũng chê à? Mà nó chê ai là nó chê đã mạt người ta. Thôi được rồi, đây nè mày xem mấy cái tấm ảnh này nè. Thôi mày còn chê nữa hay không? Đây, bột ta sắp hình nè, đầy đủ hết đây nè. Đây, dạ. Nè, thằng Bánh, con trai anh ba tài xế đó mày chịu không? Trời! Gì vậy? Trời ơi, người gì như cái tâm xí răng vậy trời? Mày không phải ốm, mày thích mệt phải không? Có liền, đây nè. Trời! Nữa! Trời ơi, người gì như có sai vậy? Trời đất ơi, cái con này, ốm mày cũng chê mà mập mày cũng chê nữa hả? Mày, rồi được rồi, tới luôn nè, đây nè, còn nữa, đây nè, thằng này được không? Trời ơi! Hô hấp à? Còn thằng này? Móm sọm. Rồi. Trời ơi. Chắc tao chết với mày quá mén ơi mén. Ai mày cũng chê á. Mày chê riết chắc chỉ có nước Thiên Lâu nó cưới mày á. Má. Được cái đất. Trời. Đất. Trời ơi. Mới vừa thấy nó ở nhà sao, xây qua xây lại mất tiêu đâu rồi. Chắc nó đi tắm ở ngoài sông, ham ngục lặng là chết trôi có ngày á con ơi. Đất. Cái gì kêu réo mơ ước sùm vậy bà? Kêu thằng Đất nhờ nó chút chuyện đi đâu mất tiêu rồi. Chuyện ông mua cỏ anh trả lời với ông chưa? Hả? Trả lời rồi. Mà ông nói sao? Anh nói anh có vợ ý chị Lý rồi. Ừ. Chị nói bữa nào rảnh tôi với bà đưa thằng Đực qua. Ừ. Chỉ cho làm đám nói luôn á. Trời ơi, thấy chị Lý dễ dãi tôi cũng mừng. Ngặt có cái tôi rầu thằng Đực nhà mình quá, nó ba trận quá ông ơi. Không sao đâu, coi vậy chứ cưới vợ cho nó rồi nó sẽ hết ba trận à. Bà nhớ tôi hồi đó không? Gì? Hồi tôi chưa cưới bà đó, tôi còn khờ hơn thằng Đực bây giờ. Vậy mà ngày một lớn khôn, cũng có vợ, có rể con đầy nhà. Ông khác còn nó thì lại khác à. Ông sành đời, ông lanh lợi lia lia. Còn thằng Đực này sao nó bơ bơ quá à. Con cầu con khẩn thì cứ bắt đầu vậy đó à. Bà tin tôi đi. Vậy á mà tôi biết sau khi có vợ nó sẽ ngon lành. Biết mà. Bà coi có thằng Đực ở sau nhà không? Bà kêu nó lên đây giùm tôi chút coi. Đực ơi Đực, lên tía mày biểu này Đực ơi Đực. Rồi đi mất nữa. Mất rồi hả? Ừ. Vậy kêu con Đẹt ra tôi biểu coi. Đẹt à Đẹt. Đẹt. Dạ. Nè, mày thấy thằng Đực ở đâu không Đẹt? Hồi sáng nay con đi chợ á, con thấy cậu Út á đang tắm ở dưới sông á với mấy đứa nhỏ trong xóm á. Bỗng về ngang cầu á nha, con thấy cậu nằm phơi bụng giữa cầu nè. Bà con đi ngang đi lại á, ai nấy cũng tức cười hết á. Trời đất ơi quá rồi. Em mày đi kêu nó về đây cho tao coi, tao đập cái thằng này một trận mới được mà. Dạ để con đi liền. Ngó lên cao chót chót, trên cái ngọn này vân, có con là con thí đồng, nó ăn là ăn đen.
bằng, bằng rồi lại cái bằng, bằng rồi lại cái bằng. Cậu Út ơi! Ai kêu? Dạ em, ông bà kêu cậu về. Tao không về, tao mất tắm. Ông bà nói á, cậu mà không về á nha, là ông bà xách xô lại đánh cậu bây giờ đó. Trời đất ơi, kêu cái gì mà kêu giật một giật hai, người ta đang tắm mà kêu ôm tròn. Ông biểu em ra kêu cậu về ngay, bằng không lát nữa bà xách lôi ra liền. Được rồi, về thì về. Trời đất, sao cậu không mặc quần áo vô vậy? À, quên. Dạ, thưa tía con mới về. Dạ, thưa má con mới về. Bà thấy không, ngon không? Nó đi chơi về, nó biết thưa tía má đàng hoàng. Vậy bà nói nó khờ. Thì con ông giỏi quá mà. Dạ thưa, tía má lúc này làm ăn khá không? Tía nể, trời, mày là con trong nhà mà mày làm với người lạ mà hỏi tao làm ăn khá không hả? Thì đó, khen nó nữa đây. Trời ơi. Nè Đức nè. Dạ có con đây. Thấy phô. Ai kỳ cục không? Vậy tiến bộ á bà. Hồi nãy nó hỏi tôi với bà làm ăn khá không, là nó nghe người ta nói chuyện cái nó bắt trước. Còn tôi kêu nó cái nó nói dạ có con đây, là nó bắt trước theo hát bội đó. Biết bắt trước là khá lắm rồi. Khá dữ à. Nè Đức, lo hớt tóc tắm rửa sạch sẽ, đặng sáng mai tao với tía mày dắt mày đi coi mắt con mén. Mày hiểu không? Ủa? Cô mén sao phải coi mắt vậy má? Cổ cổ bị dặm hả tía? Trời ơi, thằng mày hết nói nổi, sao mày ngu dữ vậy? Đi coi mắt là đi coi vợ, đi cưới con mén cho mày đó. Hả? Cưới cô mén cho con chi vậy má? Trời, thằng này hỏi lãng, cưới về làm vợ chứ chi. Trời ơi trời. Làm vợ con chi vậy má? Trời ơi, cái thứ chua ngu chua ngụt như vậy, cưới vợ cái gì? Đực ơi, tao với má mày nuôi mày tốn gạo tốn cơm mà mày không có chịu không? Dạ con là sao mà dạy là cái gì tía? Đực ơi, hôn với là biết ăn biết nói đó con. Thì con cũng biết ăn, với lại con đâu có cầm đâu. Ôi ăn nói như mày là ăn nói giống cái đồ điên. Tía bảo con điên sao còn cưới vợ cho con hả? Chứ chồng ngọc cái đầu mà còn sát như sát ông voi vậy. Tao với tía mày phải lo cho mày có gia đình, để mày biết lo làm ăn với người ta, hiểu chưa? Trời ơi, nó nói vậy là cưới vợ để lo làm ăn hả tía má? Ngộ quá ha. Vậy là hồi đó tới giờ con đâu có biết đâu. Nhưng qua bên đó không có quen biết, con sợ quá tía má ơi. Có tao với má mày đi với mày sợ như mày. Rủi ro bài và vợ con hỏi này hỏi nọ con biết đường nào con trả lời tía. Ông ơi, tôi thấy cái ngữ vậy là không được rồi. Thằng này nó ăn nói bê bối quá. Qua tới bển nói chuyện đâm bang rồi tôi với ông mất mặt hết. Thôi được rồi, bây giờ phải cầu cứu với anh Tư Khò mới được. Bà lấy với tôi chai rượu đi. Rồi ra vườn hái 10 cam, bỏ vô vỏ đàng hoàng nha. Rồi tôi cho thằng Đức nó qua bên nhà anh Tư, nhờ anh chỉ vẽ cách ăn nói cho lịch sự chỗ đàng hoàng. Vậy được không Đức? Được là sao tía? Ngu nữa. Nghe tao dặn nè, lát nữa má mày đem vỏ quà ra đây á, mày xách qua nhà bác Tư, nó tí biếu bác Tư 10 cam với chai rượu. Ủa sao cam không để ăn, còn rượu không để nhâm nhi tía? Mày ngu quá. Đây là tao biếu bác Tư để nhờ bác dạy cho mày nói chuyện. Thì con đang nói chuyện với tía đây, chứ còn đâu có há khẩu đâu. Nói chuyện là nói chuyện đàng hoàng với ông bà nhà tương lai. Mày đã có bác Tư giải rồi thì nói chuyện không có thua ai. Đây nè được vỏ đồ đấy, mày cầm lấy mày đi cho lẹ lẹ. Trời ơi nặng quá. Thưa tía, thưa má con đi. Con đi nghe tía. Thấy không? Này bây giờ nó tiến bộ quá, thấy không bà? Được á. Chào cô hai. Trời ơi, hết hồn hết trơn à. Cô hai. Chào
tên Đực. Ủa, sao cô biết tôi tên Đực? Sao không biết? Tên của anh một đứa nhỏ 5 tuổi trong xóm cũng biết rằng. Vậy hả? À, cô thấy không? Ba má tôi đặt cho tôi cái tên thật là lịch sự vậy đó. À, thật dễ thương luôn. Cho nên ai nấy cũng biết hết trơn hết trời. À, đúng rồi. Dễ thương lắm, lịch sự lắm. Đúng. Thấy là biết được liền à. Ừ, đúng chứ bộ. Ê, mà cô nói thiệt hay nói xỏ tôi vậy? À, tôi nói thật á. À, nói thật thì được nha. Còn nói xỏ tôi cho cô một đá đó nha. Ê, trời. Trời ơi. Vậy? Ăn nói gì kỳ cục vậy? À, người đâu mà hung dữ chứ vậy? Tánh tôi kỳ cục lắm á. Thương ai á thì tôi muốn chạy cắn cho một cái. Trời, thương ai là muốn cắn cái. Ừ, còn tánh tôi cũng kỳ lắm, mà cắn anh là tôi đánh chân cái, tôi dậm đi cho phù mỏ vậy đó. Nói thiệt nha, còn á ghét ai á tôi muốn đá cho một cái học máu cho rồi. Tánh của tôi vậy đó, thương ghét rõ ràng, thương thì ra thương, còn ghét ai tôi ghét tới nơi. Tấm anh kỳ cục nhưng làm có điều thành thật. Tôi thành thật lắm cô hai, và cũng không giống ai. Không giống ai? Không giống. Vậy là tánh độc quyền. À, có mình anh có chứ không ai có đó. À, tại vì anh sống mình suốt đời à. Tôi đi rồi nha. Khoan, tôi đứng lại cho tôi nhìn con chút coi. Trời ơi, kỳ quá à. Anh làm gì mà anh nhìn tôi kỹ vậy? Tôi có cái óc quan sát, thấy cô hay cười, vậy là người cô vui tính lắm phải không? Phải. À, để coi coi, mặt mũi tươi tắn quá à. Chứ sao? Sạch sẽ nữa. Sạch chứ sao? Coi đây, để tôi coi cái này coi. Vậy á? À, cặp mắt không có ghẹn. Trời ơi. Vậy là sáng sớm cô rửa mặt đàng hoàng đó. Ôi trời. Đúng không? Đúng luôn. À, còn mái tóc nữa nè. Mái tóc mượt quá hả? Chứ sao? Mùi thơm quá hả? Thơm quá hả? Chắc có sức dầu bông bưởi hả bông lại đúng không? Ờ, đúng luôn. À, ăn mặc ra sáng sủa sạch sẽ nữa nè. Trời ơi, chứng tỏ là cô muốn chồng dữ lắm á. Đúng không? Ê, vừa phải thôi nha. Đừng có nói bậy nói bạ nha. Bậy gì, ai nói à, cô muốn chồng là bậy bạ đâu? Tôi nói. Nói vậy là cô không muốn chồng hả? Không. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Ờ. Thiệt thề đi. Thề. Ý trời, mắc mớ gì bắt tôi thề lãng nhắc với anh vậy? Vậy là cô muốn chồng rồi. Ờ, ừ, tôi muốn chồng đó rồi có sao không? Đâu có sao đâu. Lớn rồi, muốn chồng là lẽ tự nhiên mà. Bởi vì sách vở ông bà mình để lại nói rằng... Nói gì? Gái mà lớn lên biết muốn chồng là việc bình thường. Còn tôi là con trai, bộ tôi không biết muốn vợ hay sao? Tôi đi anh nói một lát, tôi tưởng anh ở trên trời rớt xuống à. Trời ơi, tôi ở trên trời bộ, cô nói tôi là thiên lôi hả? Nói thiệt nha, tôi mà là thiên lôi á, tôi đánh cho cô một búa đó. Gì? Đánh tôi một búa hả? À. Ăn nói gì đâu mà dư duyên. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Không thèm thôi. Ê, ít bữa nữa tao qua cưới mày nghe. Mày ưng tao không mang? Không dám ưng đâu, qua tao đụng phù mỏ luôn á. Một người sắp qua cầu, một người sắp qua cầu, còn chờ đợi chi? Xíu. Xíu ơi, xíu. Xíu ơi. Mày nghe tao kêu không xíu ơi? Không lẽ điếc. Mà sao người ta qua cầu mà mày làm gì mày la ôm sòm vậy? Thì à? Ba ơi. Dạ. Đâu có phải người ta qua cầu mà con la. Đâu có phải mà con mắt không la đâu. Mà con đang tự an ủi, đang khóc cho một cuộc tình đơn phương. Cuộc tình của con. Thôi khóc chi anh, khóc chi anh, nín đi anh. Lời thề đã phải mờ. Người sắp xa rồi mang theo cả một trời. Thôi, mày nín liền. Trời ơi, mày biết mà tao đang ở trong cái tình trạng này mà tao nghe mày đứng mày than thở một hồi nữa thiệt á. Tao nổi nóng là tao quánh sản nữa cũng vậy à. Mày có nói chuyện gì đâu tao biết. Ở đó không cái đàn ông con trai mà khóc lóc than gian. Mày muốn nghe không? Mày muốn nghe mày vỉnh tay lên mày nghe tao kể nè.
Trời ơi, ta nói cái chuyện tình của ta với chú ba mày còn lâm ly hơn nhiều. Cho mày biết cỡ vậy nè. Cỡ sao bác? Mùa thu thư nắng gió mà miệm nhớ. Trời chiều mang mang, buồn nát quân. Đúng rồi, nát con tim rồi. Lê trên tâm ước, tà áo trên tim. Kỷ niệm em đẹp, còn in trên giấy. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời này hai đứa chỉ thiếu cơ duyên. Rừng cũng thấy lỡ, vẫn chưa yên. Chỉ lo lắm giờ cũng xa nhau. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Mấy người làm gì vậy? Nín nín. Trời đất ơi. Ê, chút xíu. Có chuyện gì mà mày qua đây chậm cho vợ tao khóc vậy mày? Mày có lương tâm không? Mày thấy cái gì không? Thấy cái gì bác ba? Vợ tao có bầu. Nạn xẹt. Vợ bác có bầu bác thấy với con thấy làm chi? Mà cái bụng của tím ba 7 tháng rồi. Ê bà bụng nghĩa cả xóm này ai mà không biết. Cả xóm biết mà mày không biết. Sao con không biết? Mày biết mà mày chọc cho tím ba mày khóc mà ảnh hưởng tới cái thai. Là ảnh hưởng tới đứa con của tao. Sau này nó lớn lên đụng chuyện gì nó cũng khóc á. Ai mà chịu nổi. Lúc đó mày qua đây mày dỗ hả? Mắc cười quá. Đẻ con ra khóc không dỗ bắt mình qua dỗ. Anh nè tím ba, cái này là tự thím mà nghe. Còn tôi khóc là vì tôi thấy thím ca đúng với cái hoàn cảnh của tôi nên tôi mới khóc á. Trời, giống gì? Tao biết mày thích tình với nhỏ nào mà mày nói. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu à. Mày thấy con trai thím không? Thằng Đực á, nó không có bao giờ để ý tới đứa gái nào trơn á. Chắc nó bê đê quá. Ê, mày đừng có giỡn nè mày. Mày chọc một hồi là tao đập mày sản luôn à nghe. Tao nói là tao hay nóng sản lắm á nghe. Đàn ông á là phải ra đàn ông. Mày đặt bi lụy gì con gái không có nên. Có mạnh. Ừ, đúng nhỉ. Thiệt vậy không á chú ba? Sao không thiệt mày? Chứ hồi nãy tôi nghe thím ba nói chú ba không phải vậy đâu. Còn lâm ly bi đát dữ hơn con nhiều á. Bà nói xấu về tôi cho một xíu nữa nghe. Hả? Tôi ở với bà có thằng Đức gần 20 năm nay. Tôi thương bà. Hả? Bà biết không? Mỗi lần tôi năn nỉ bà cho tôi thêm một đứa nữa, bà không chịu. Bà nói thôi anh ba ơi, đẻ đau lắm em chịu không nổi. Tôi thấy vậy tôi tội nghiệp, thương vợ, sợ vợ đẻ đau mà không thèm có một đứa con nữa. Ai hiểu, ai biết, một mình tôi mà giờ này bà đỡ nói xấu tôi, thiệt là người. Em có gì cả cũng phải hẳn gì? Có đánh không? Cho tôi hét lên một hồi nữa là tôi đẻ sớm mà vào. Người gì mà nói gì mà lẹ dữ à. Nói mà không để cho người ta chọt cho ta nói làm sao? Người nói đàng hoàng. Người nhịn đẻ nổi tiếng sớm này chứ người gì? Gì mà cũng nói được. Tôi tưởng ông ngon lắm. Ông nói bậy thử coi cái mỏ của ông có bằng giống như cái phản không? Trời ơi trời, mỏ của người ta mà bà nói bằng như cái phản. Không nha. Có người lạ đây mà dám đòi giạt mỏ chồng hả? Nói kiểu đó hổn rồi. Tôi không có giạt mỏ chồng à. Chồng tôi thương tôi à. Tôi á là tôi giạt mỏ cái người nào nói bậy à. Vậy ý bà nói trong tôi có hai người hả? Xé đâu đó đó. Thôi im đi. Bà đừng có nói nhiều lời. Từng tuổi nay mới đẻ chẳng biết lo thân sao. Ai mà không biết khi đã lớn lại phải bắt cái bụng bầu. Các ông có hiểu cho thân đàn bà. Thím ba nói đúng đó chú ba. Mày im đi. Mày cũng giống tao. Chú mày đâu có hiểu cảm giác mang bầu nặng ra sao, đẻ đau như thế nào đâu mà xí vô. À mà mình đó nghe mình. Sau khi không nãy tự nhiên là nói chuyện ai đâu rồi vợ chồng mình gây lộn là sao vậy mạnh? Sao kỳ vậy ha? Cái vụ có bầu này là hai đứa mình đồng ý. Sao kỳ vậy?
Bây giờ tính sao đây? Không em rồi, thôi mình dọt lẹ. Ở đây một hồi cái mỏ mình đắp muối à. Ê, mày chọc cho vợ tao giận với tao giận gây lộn mà mày bỏ mày chạy phải không? À, mày đứng lại, mày đứng lại. Trời ơi, được, mình trời ơi, sao lẹ dưới rồi tôi, trời ơi, 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 tưởng con mình khùng quá, có thằng còn khùng hơn con mình. May mà nó không phải con mình. Một người sắp quá cầu, còn chờ đợi chi? Anh khỏi khóc đi anh, thôi khóc chi anh. Dạ thưa anh Tư. Anh đã coi. Ngon quá. Sao bữa nay mày kêu tao bằng anh mày? Tía cháu biểu cháu qua nhà anh Tư. Tía mày kêu tao bằng anh, mày cũng kêu tao bằng anh nữa hả ngoại? Dạ dạ, cháu quên. Dạ thưa bác Tư. Dữ không á? Con tiếng anh với bác à mà cũng quên nữa. Mày tên gì mày có nhớ không? Dạ tên Đực. Vậy mà tao tưởng mày tên Cái chứ. Sách vợ đòi. Dạ tía cháu biểu đem biếu anh Tư. Ủa bác Tư, với lại sáng mai á cháu qua bên nhà vợ nhờ bác Tư dạy cháu. Dạy mày? Dạ. Dạy gì? Dạ dạy cháu ăn á. Dạy mày ăn? Dạ. Ăn không biết ăn hả mày? Dạ biết, nhưng cháu chưa biết nói. Trời, dạy mày ăn nói hả? Dạ. Vậy mà ban đầu mày nói dạy mày ăn, tao tưởng mày không biết ăn. Chừng mày biểu dạy nói rồi tao mới hiểu rằng tía má mày biểu mày xách quà qua đây để học ăn nói với tao gì. Tía cháu nói rằng cháu còn nhỏ dạy chưa biết chuyện đời, chưa biết ăn nói thế nào cho vui trước mặt bà con. Trời Phật ơi, cái thay mày quá mạng, quăng cho con cọp ăn 3-4 bữa còn no. Cũng tại má mày không có con trai cho nên mới lên tận núi Tà Lơn á, cầu trời khẩn tận, xin đứa con cầu tự. Đó rồi năm sau á, má mẹ mới sanh được một thằng con ngu như là Ngỗng Đực. Là tao nói mày á, đứng dòm tao cái gì, nói mặt mày ngu quá mẹ ơi, nói dòm tao gì mẹ? Cháu hả? Cháu ai? Vậy là cháu ngu thiệt hả bác Tư? Trời ơi, cả cái chợ này không ai ngu bằng mặt mày hết trơn trời á. Ngu sao ngu quá vậy ông? Bởi vậy, ảnh chỉ mới đặt cho mày cái tên là Út Đực đó, biết chưa mày? Bởi vậy cháu sợ quá à. Cháu sợ sau này cháu làm ông lớn á, người ta kêu là ông lớn Đực. Kỳ quá bác Tư ha. Chà, nghe tự nhiên mắc cười quá. Vui quá. Vui gì? Ngu. Ngu thiệt. Đứng nghe nói đi. Được rồi, để chừng đó tao nói với anh ba nấu chè xôi đặt cho mày cái tên khác. Vậy hả? Dạ cảm ơn bác Tư. Bây giờ nè, đếm thử từ 1 đến 10 tôi nghe coi. À cái đó thì dễ, nói thì con khó chứ còn đếm số à con gành lắm á. Vậy con đếm hả? Đếm đi. 1 năm nay. Mở 10. Đếm nghe. 1. 2. Đúng không? Không đúng rồi tao la lên rồi. Tiếp đi. 4. Trời ơi. 8. Trời ơi. 6. Trời ơi. 3. Trời ơi. 9. Trời ơi. 5. Trời ơi. Rồi. Trời ơi tao giả chạc ở trong bản họng mày giờ nghe mày. Ý quên còn thiếu. Còn thiếu 2 số nữa. Số 7 với số 10. 7. 10. Bồi đầm già. Bồi đầm già nè. Bồi đầm già. Vô mặt mà cho bồi đầm già hả mày? Sao mà mày ngu dữ vậy mày? Ngu. Nói không phải tặng mày nha. Mày bết quá vậy mày. Bết là sao hả bác Tư? Trời ơi là ngu quá cha. Bây giờ tao dạy mày vài câu để mai mốt qua nhà vợ nói chuyện nghe chưa? Dạ. Nghe kỹ nha mày. Dạ nghe kỹ nè. Dạ thưa má, con mới qua. Nói lại coi. Dạ thưa má, con mới qua. Giỏi. Câu thứ hai. Dạ. Nếu gặp con mén á, nó chào á, anh mới qua hả anh Út? Mày trả lời. Anh qua để bàn chuyện đám cưới của ai với mình. Nói lại coi. Dạ. Anh qua để bàn chuyện đám cưới của hai đứa mình. Giỏi. Dễ quá bác Tư ơi. Còn câu nữa, nếu bà già vợ hỏi bầy heo của má con lúc này mập không, mày nói
Dạ, không được mập. Một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Nói lại coi. Dạ, không được mập. Một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Vậy đó. Vậy là mày đâu có khờ đâu. Chó khôn lắm á. Khôn lắm á. Bây giờ còn câu chót nè. Dạ. Mày tự nói, tao khỏi dạy. Dạ. Trước khi ra về, mày nói với chị Xui sao, nói coi. Dễ thôi. Dạ, thưa chị Xui, tôi về. Trời ơi, nè. Ê, hình như mày thích đánh đoàn lắm không mày? Mày ghiền bị đoàn lắm không mày? Trời ơi, tao chưa thấy cái thằng con nào mà xà bát như mày á nghe mày. Hồi đó bác có đi làm ghế không bác Tư? Sao không có? Bác có ngu như cháu không? Trời ơi, bà nội cha mày chứ tao ngu, đồ dịch vật. Mày qua bển á, mày nói cái giọng đó hả? Bà già vợ mày cho mày một đạp vậy nè. Đây nè, đâu? Né nè, nó. Cháu khôn lắm, đạp thì né bộ. Biết né đó. Ê, mai mốt hãy tao đạp là đứng tại chỗ không có né nha mày. Dạ. Mày thấy mày né cái tao sạc giống bà Lê không mày? Dạ. Thôi, sao? Mệt quá, dẹp mày đi. Bây giờ mày về mau đi, ăn trễ lắm rồi trời đang xế chiều. Mày thì hổng nên thân đi lớp bớt nhộn khổ xuống eo. Từ đây về đó có chung tiêu, con đi nhấp nhái lạc thơ. Vậy mày cứ về à, ba câu đó mày đừng có quên. Dạ con về nghe bác Tư. À về đi, về. Khoan. Gì nữa hả? Trả lời cho tao nghe một lần nữa coi nghe. Câu thứ nhất sao? Dạ thưa má, con mới qua. Giỏi. Câu thứ nhì? Anh qua đây để bàn về đám cưới của hai đứa mình. Giỏi. Câu thứ ba? Dạ không được mập. Một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Giỏi. Thôi về. Dạ. Thôi tao về nghe cò. Ôi trời ơi, đồ thích chất mày, đồ quý. Về đi mày. Thằng Đực nó về rồi đó hả ông? Vợ chồng anh ba vui á. Sai nó đem qua biếu một chai rượu với một chục cam. Thôi thôi, đem rượu với cam trả lại cho vợ chồng ảnh đi. Ủa sao hả? Nãy giờ tôi nghe cái thằng Đực nó nói chuyện với ông á. Sao tôi muốn hùng quá ông ơi. Thì Hưng, thì nãy giờ á tôi cũng thấy dây thần kinh của tôi nó chạy lung tung ở trong đầu nè. Nhưng không hề gì đâu, có vợ là nó tỉnh lại liền à. Bà không nhớ rồi đó, tôi chưa cưới bà ha. Đâu tới tôi nữa à. Trời ơi, tôi còn ba trợn gấp mấy lần nó luôn à. Không ai chịu nổi hết trơn ha. Vậy mà sau khi tôi có đôi có bạn, từ đó cái tôi tỉnh khô. Nghe mặt cười quá. Tỷ phú. Dạ? Ông kỳ quá. Tỷ phú. Gần cả chục ông tỷ phú đang nằm gỡ lịch kia kìa. Bà không hay hả? Tôi nói bà nghe, con gái ở dưới quê á thì nên lấy chồng ở dưới quê. Mơ tưởng chi ba cái chuyện chồng giàu tỷ phú, việt kiều, việt kiếu rồi mệt quá. Còn cái chuyện thằng Đực á, đừng lo gì trơn á. Xe gắn máy, máy đuôi tôm cho đến máy cài ha, gặp tay tôi sửa là nó chạy ào. Huống chi cái thằng út khờ, tôi sửa cái nết ngu của nó thành khôn cho bạc khoai. Thôi hay quá. Chứ sao không hay? Ông ráng cách nào nha. Chứ tôi coi bộ cái thằng đó nó hết thuốc chữa rồi nha. Nếu thấy không có xong á, thì tôi khuyên ông á, đừng có nhận lời làm mai. Đừng có nhận lời làm mai làm mối một cô gái đẹp nào hết trơn trời á. Khôn ngoan lại đi lấy cái anh. Ta mệt quá. Cái gì mệt? Tại ông hết trơn á. Tại ông mới may nên sầu nổ mang. Trong làng ta đây nào thiếu thanh niên đẹp trai cuộc sống sang giàu, mà sao không chịu cưới xe lại xe duyên với thằng điên. Trời mệt quá mệt. Bà không hiểu chi chớ phiền trách tôi. Phiền cái sao không phiền ông nội? Gia đình anh năm nào phải cao xa. Giỡn ở đâu quái. Con em thì cũng chẳng làm tiền, chỉ cần trông nó thủy chung, cả đời luôn biết gì vợ con.
Nè, tôi với anh ba vui á là bạn láng giềng nỗi khố. Ảnh có việc nhờ mình, không lẽ từ chối hay sao? Còn về phần thằng Đức á, đừng lo gì hết trơn á. Ba trận cách mấy á, nó gặp tôi nó cũng hết ba trận à. Còn cái con mén, nó là con cháu mình, không lẽ mình để nó lỡ dở cuộc đời thì sao bà sợ? Cứ tin vào tôi, tư cò này nè, bản lãnh một cây. Mưu trí còn hơn khổng minh và cắt lượng. Không ơi, làm vợ ba cái thứ mà lưu manh á, xì ke xì cọt nữa mới sợ. Chứ làm vợ thằng khùng có chắc chắc ai đâu. Thôi, thôi đừng nói nữa, mệt cái lỗ tai quá rồi. Làm gì mệt? Ông muốn làm gì đó ông làm đi. Cái miệng của ông á, nha. Sao? Trời ơi, lẻo lự lắm trời ơi. Trời ơi, lẻo đâu có bằng ba. Ôi trời, ổ phải vợ tôi không trời. Trời đất ơi, không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của tôi trời. Bà ơi, bữa nay sao bà đẹp quá vậy? Vậy? Hả? Đẹp thiệt không? Trời ơi, đẹp quá ơi. Hồi tôi mới cưới bà đó, lúc đó bà đen thủi đen thui à. Thì bị làm ruộng nè, đi cày đi cấy suốt ngày không đen sao được. Đẹp vậy. Nói nghe sao? Nè. Hả? Trời ơi, tôi hỏi thiệt mình nghe. Cái gì? Đi đánh nói vợ cho ông Đực mà điều vậy người ta có cười tôi không? Vậy đẹp quá còn gì nữa cười. Khùng quá, đẹp gì. Sao? Người ta nói tôi đàn bà tắc nết làm sao? Cái gì tắc nết? Trời ơi, bé lớn lại còn bày đặt con á. Ta ở bà sao kỳ quá, mắc cỡ gì. Cái này là thiên phú mà, trời cho sao để vậy mà. Trời ơi, chứ có thằng con đầu nó khờ quá, phải kiếm thằng con nữa cho nó ngon lành cho tôi chứ. Không vậy có sao đâu. Ông đỡ hết cho tôi nghe. Để tôi lo. Ê, rồi da mặt gì được trắng trẻo không? Hay là... Trắng qua đi chứ bộ. Hồi đó mới đen, hồi đó đen mà còn khét nắng nữa. Tôi nhớ rồi, cặp giò của bà lúc đó còn đóng phèn dằn lườm vậy đó. Vậy mà từ ngày tôi cưới bà về đây, bà đã tròn lại trắng mới lạ lùng. Như là bà lột da, không khét nắng như năm nẫm năm xưa. Tôi về đây làm bếp, rồi nấu nướng luẩn quẩn tối ngày với ông Táo. Đâu có đi ra ngoài, nên mặt mũi bây giờ mới trắng tươi. Nói thiệt như bà, nó không phải tôi nịnh bà, chứ bà dạo này đẹp ác luôn á. Điều có cặp môi hơi dày chứ bà. Có, bị son á. À vậy hả? Bánh son á, tôi bôi bớt như để kỳ quá. Bây giờ bà vô trỏng coi, Đực nó sửa soạn xong chưa, đặng đi trưa rồi á nha. Đực á, Đực. Đực ơi. Ủa, có nó ở trong không vậy? Nó còn ngủ rồi sao á. Trời đất ơi, kêu nó dậy đi chứ, trời ơi. Thì kêu rồi đó mà nó ngủ. Nếu mà bà thấy nó khoái ngủ á, hồi bữa nó ngủ luôn một giấc ngàn thu đi. Ông này thiệt à, con nó đã khờ rồi, ông la nó hoài à, nó khùng luôn cho coi. Nó khùng luôn càng tốt á, tôi chở nó vô nhà thương chợ quán luôn á. Chứ ai đời có thứ con gì đâu mà nó ngu như là con ngốc trực. Tối ngày lặn hộp dưới sông, chỉ biết ngủ với ăn. Nó chưa tới 20, biểu nó khôn lanh ông sao được. Con nít thì nó ham vui, ông trầy nó cũng quan. Nó mà con nó cái nỗi gì, nó biết đòi vợ mỗi đêm. Nó đòi vợ hồi nào mà sao ông cứ nói thêm. Cả tôi với ông đều mong muốn được ấm bồng cháu nội. Ông đã hứa với người ta, sao bây giờ ông giận rồi ông la. Được cái Đực, xong chưa con? Được à Đực? Dạ má ơi, con xong rồi nè. Rồi xong rồi thì ra đây đi, đặng đi với tía mày, sao mày cứ thập thò trống hoài vậy? Ra đây. Mình thấy không, nó bây giờ nói chuyện lễ phép rồi dạ thưa đàng hoàng đó. Hay rồi, con trai bà giỏi quá. Đó. Đó, má ơi, con xong rồi nè, đẹp không tía má? Trời đất mồ tổ ơi, mày ăn mặc
vậy đó hả Đợt? Trời ơi, thấy ghê không? Đó mà khen đi con trai bà giỏi quá đó, khen nữa đi. Đi vô lấy quần dài mặc vô. Thôi đi, con mặc vậy cho nó mát. Mày còn đứng đó mày trả lời tao hả mày? Giờ mày đi vô, vô đi vô. Vô, vô. À, thôi, thôi mà trời ơi. Cái bụng vậy mà còn rước nó rủi ro té, tôi chết liền tại chỗ nha. Tôi khổ ghê. Không biết tại sao tôi có con ba trợn quá vậy không biết nữa. Trời, ông hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi thấy là tại vì ông ăn hết cái lọc của nó rồi chứ sao. Tôi ăn hết cái lọc của nó hồi nào gì đâu. Ông á thì chuyện trên trời dưới đất thì cũng biết ráo trọi. Xó xỉnh kẹt hấp gì ông cũng rành. Ông khôn như quỷ như ma vậy, ăn hết lọc của con rồi. Bởi vì cái thằng đực nó không khập khùng sao được. Nó khùng á, chắc nó giống bà. Trời, tôi vậy mà khùng trời. Ờ, chưa khùng nhưng cũng sắp khùng à. Gì? Thấy cặp mắt của bà lau liên tôi nghi rồi. Bữa nào bà đứng đâu bà le lưỡi nước miếng chảy hồng rồng mà bữa đó nhất định là trời trời ơi sắp xanh mà nói vậy. Ờ giái đi giái đi nói bà láp bà xàm hoài à. Bà xin lỗi mà mình quá đi đi thôi đó lẹ này coi đó vậy phải được không? Rồi bây giờ ông thấy con trai ông được chưa? Thấy rồi. Được chưa? Tôi hỏi được chưa? Cứ chê nó hoài à được ngon chưa? Rồi, nó ngon rồi. Ờ. Dạ, thưa tía, thưa má, con đi. Mày đâu ạ? À? Chớ tía má biểu con đi. Trời ơi. Trời ơi, tao không dặn tao đá mày rồi. Trời ơi. Biểu đi là đi với tao với má mày. Đi coi vợ cho mày đó, mày hiểu không? Mày tính đi một mình, mày đi đâu? Kiếm ông bà ông giải mày hả? Ai biết? Trời ơi, đực ơi, đàng hoàng giùm má một chút con ơi. Rồi. Đàng hoàng. Tôi không hiểu bà sanh ra thứ gì mà sao nó không giống tôi. Ngu ơi là ngu chí ngu hết cơm hết gạo ngu hoài không khôn. Thì nó giống ông cha ai? Anh nói nghe thiệt kỳ, không nhớ mình là mẹ là cha. Bất cứ chuyện gì cũng ép cũng là. Tôi la có căng tôi đâu nó phải mà bà sửa lưng. Căng đâu mà tôi đi sửa lưng. Ông nói chứ ít chịu căng không nè. Tôi nhấn đi bà ơi mau đi kiếm cái nón dùng tôi đi. Cho sớm kẻo ở bển người ta chờ mong. Còn con có đi hay không? Nếu con khỏi phải đi thôi để con ở nhà ra sông tắm. Trời ơi. Đây. Tại mắt tao ai? Ở đó là nói xàm hoài tao bực ghê á. Mèn à. Dạ. Mèn. Dạ. Mèn. Dạ. Trời đất ơi sao mày giả hoài mày không chịu mày lấy cái tấm thân mày ra đây cho tao nó chuyện cho mày. Dạ. Dữ ác không? Tao tưởng mày chờ tao vô tao rinh mày chứ. Nè con. Dạ. Lát con lo quét dọn nhà cửa đàng hoàng nha. Lát nữa có vợ chồng anh Ba Vui với thằng Đực qua đây đó. Hả? Trời. Nói vậy má tính gả con cho anh Được thiệt hả? Chứ sao không thiệt mày, con nhỏ này hỏi kỳ cục không? Thôi má ơi thôi đi má ơi. Hả ảnh ba trợn lắm. Má mà gả con cho ảnh là chết con á. Trời ơi cái con này kỳ cục, con lấy chồng mà được chết. Mấy lấy chồng nào thì được. Chứ còn á lấy sao? Chồng này là con không lấy đâu. Sao kỳ vậy? Má biết không, hôm trước đi chợ hả, cái ảnh đón đường con á. Nó đón đường mày hả? Dạ. Rồi nó có nói gì không con? Nói chứ không nói. Nói sao? Ê mén, ít bữa nữa tao làm chồng mày rồi mày ngán tao không em? Trời ơi. Nói gì? Nó nói là vậy đó hả? Dạ. Đâu có. Vậy là chắc nó giỡn chơi với mày đó con à. Khùng chứ giỡn gì má. Khùng hả? Mày nói nó khùng hả? Chứ gì nữa. Ờ khùng thì càng tốt chứ có sao đâu con. Trời ơi. Con nghe người ta nói hả? Dạ. Củi một thì dễ ung mà chồng khùng thì dễ khiếp. Trời ơi má ơi má. Không có được đâu. Má nghĩ sao mà má đem con đi gà cho một anh khùng. Nó là con ngầu con đấn chớ đâu có khùng nè. Cái thằng nó hiền khô à. Mày thấy nó tránh trẻo dễ thương không? Mày còn kén chọn ai nữa con. Nhưng con chỉ sợ khi về làm vợ ảnh nói lan ba mắc cỡ với bà con á. Gì đâu, có gì đâu mắc cỡ. Nè nếu có cặp thờ đó hả, còn hơn mày kiếm những thứ con đồ. Ôi ngày say xưa này cẳng đã mà cẳng thôi. Khổ lắm mà con ơi. Má nên chậm chậm để con suy nghĩ lại. Tao đã hứa với người ta rồi, mày đừng có nói đâu thôi. Rồi tới rồi đó. Tới nhà vợ mày rồi đó Đực. Ăn nó đàng hoàng chút nghe không? Tiên yên tâm đi, con đàng hoàng lắm mà. Rồi bác Tư dạy mày gì mày còn nhớ không? Hả? Đất. Đất. Không nhớ.
con khôn lắm, đừng có lo. Kìa, con mén trong nhà nó chạy ra kìa con. Ê, mày nói một câu cho ngon coi được. Dạ, con nói bà nghe nha. Ừ. Dạ, thưa má, con mới qua. Trời ơi, gì kỳ cục vậy? Trời đất quỷ thần ơi, trời ơi. Hả? Trời ơi, Đực ơi, sao mày ngu dữ vậy Đực? Con học kỹ lắm mà. Trời, kỹ cái gì, cái đồ mắc toi mày. Ê, chị Lý ra nữa kìa. Dạ, chào anh ba, chị ba mới qua. Chào chị. Cháu Út cũng mới qua đó hả, cháu Út? Anh mới qua đây để bàn đám cưới của hai đứa mình. Trời ơi, mồ tổ thiên nhân, trời ơi. Thánh thần thổ địa ơi, mày giết tao được ơi, mày giết. Không sao đâu anh chị à. Mén à. Dạ. Con đưa anh được con ra ao cá dầu đó ngồi nói chuyện chơi đi nha. Để má vô nhà nói chuyện với anh ba chị ba chút nghe con. Dạ, mời anh ba chị ba vô nhà. Có cái chân lọt nghe con. Dạ, có lọt con lội lên. Dạ, mời anh chị dùng trà. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa chị, hôm nọ tôi có nhờ anh Tư Cò qua đây để được xin ý kiến cho thằng Út tôi nó làm rể. Chỉ nhận lời chị may mắn làm sao kể từ đây hai nhà sẽ có thêm tình nghĩa đậm đà khi kết làm thông gia. Thằng Đực con của tôi hiền như cục đất, cái thằng này thiệt rất dễ thương, ăn nói nhỏ nhoi tâm tính thật thà, giống hình như thế nó hồi còn thanh niên ấy. Phải chi mà nó thành đôi với con mé nhà này á thì thiệt quá là xứng đôi. Năm của tôi xưa nay rất dễ, thằng đất mà vô đây làm rể, gia đình này sẽ thương nó như con, bởi tôi không con trai nói dòng. Sao vậy á thì tôi chỉ có một đứa con mà thôi. Là con mé này đó anh chị à. Được chỉ thương để con như vậy, vợ chồng tôi hết sức mạn lớn. Vì thằng Út tôi nó đã lớn rồi, nhưng tánh nó còn con nít chân. Chừng nào nó qua đây để làm rể nhà này, chị dạy dỗ giùm tôi. Nhờ chị giúp đỡ giùm. Dạ được, không sao anh à. Con anh chị mà nó làm rể tôi ha. Dạ. Thì tôi coi cũng như là con trai ruột của tôi vậy đó. Anh chị đừng có lo gì trơn trời nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ thôi xin phép chị chúng tôi về. Dạ. Bye bà. Dạ. Bà có thằng Út đâu kêu nó về bà. Được rồi được. Ủa thằng này đâu rồi cả? Mén ơi. Dạ. Ủa con thấy được đâu không? Dạ không. Trời đất ơi, chị nó đi đâu? Trời ơi, coi chừng nó lọt xuống ao cái vô. Trời ơi, trời. Đi kiếm thôi, đi dạ thôi. Dạ. Ê, con mén ơi. Cô ơi, lại đây nói chuyện cho vui. À, con mén ơi, với má tôi đang nói chuyện gì với má mén vậy? Chắc là qua đây bàn tính việc hôn nhân của hai đứa mình. Bàn tính việc hôn nhân của hai đứa mình hả? Chết rồi. Ủa, chết rồi vậy? Trời ơi, vậy mà hồi nãy tôi nói câu này với má của mén. Ủa à, dạ anh nói câu đó vậy? Trời ơi, bác Tư Cò bác dặn gặp mén á thì nói câu đó. Ai dè tôi nói với bà già mén. Nói với bà già tôi. À. Chết rồi. Rồi sao mén? Trời nhìn mặt tinh lè tới tức mén, cười mén quá. À. Không sao đâu. Nói chơi vậy thôi chứ chắc má tôi không có nghe đâu. Sao không nghe? Hả? Tôi nói lớn lắm. Nói lớn. Thôi tôi về. Sao lại về? Chứ ai thở đời nay. Cha mẹ vẫn đi hỏi vợ. Gặp bà già vợ mà tưởng lầm là vợ. Nên mới nói đây là bàn tính việc hôn nhân. Nghĩ lại trời hắc quỷ thần ơi, kỳ cục làm mà sao tôi phải dọ cho mau. Chứ ở đây hoài nó kỳ cục lắm mẹ ơi. Cái gì mà kỳ cục thì kể như anh nói vợ vậy thôi. Trời ơi dở cái gì mà ác hồn. Nào là hai đứa mình chứ nào là việc hôn nhân. Mà thôi đi đừng có nhắc nữa. Dạ sao ơi, cũng đàng hoàng nghe tôi hỏi mấy câu nè. Mẹ hỏi gì thì hỏi phức. Gọi tôi dọt về ở đây kỳ quá
tôi về nha. Nè, hồi bữa gặp tôi ở dưới bờ sông á, anh nói anh sẽ cưới tôi làm vợ phải không? Má tôi nói sao thì tôi nói vậy. Anh còn nói mày ngán tao không? Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì đâu, thấy ông già đó sớm á, ông bị vợ đánh hoài, tôi sợ nên dằn mặt mén trước. Trời, anh làm như là tôi là dễ dằn mặt lắm vậy. Cho anh hay à, sau này anh làm chồng tôi rồi hả, anh còn ăn nói cái kiểu ba trợn đó, tôi chối anh vô góc xòi cho anh nhịn đói luôn á, đừng dẫn mặt. Trời, chối tôi vô góc xài cho kiên căng tôi hả, làm sao tôi chịu nổi. Vậy á là tôi sợ anh hay là anh sợ tôi? Cha mẹ ơi, cô hồn các đảng tổ phụ từ đường ơi, cưới vợ làm chi để cho nó chối vô góc xài nó bỏ đói, rồi nó để cho tôi bị kiến cắn nè trời. Chết chết luôn. Giờ tôi hay bà nội của tôi sao ăn đi dội như bà chàng, không nghĩa tình cũng không cung kính. Hãy tôi nói ra một lời là bà lập tức cả đùa ngay, mười tiếng không sai, chiều này chắc phải chia tay. Nhà hai bên đà tình với nhau ai cũng hay, anh sẽ là chồng anh giúp dù là tôi mang tiếng, tôi quyết không rời anh một bước. Nhưng làm chồng cô đời chắc e thua, thà tôi ở không cho rồi. Chứ ở không thì ở không đi, ai mà thèm. Tôi không đâu có khoái đâu, tại tía má tôi ép chứ bộ, chứ tôi đâu có ham lấy vợ. Ở vậy mình cho nó khỏe, lấy vợ làm gì cho mất công. Lo cho nó nào áo nè, rồi nào quần nè, rồi nào phấn nè, nào son nè, rồi nhẫn nè, rồi khoen nè, rồi nào dài nè, rồi nào dép nè. Lại còn lo một nỗi, nó ngồi lê đôi mắt khi cảnh cái nó bày đặt nó biên đề nữa. Thôi, tôi sợ quá mén ơi. Nè, nhờ mén vô nói với tía má tôi rằng tôi về trước, tôi xin gửi lời từ giả chị xui. Trời ơi, ba chợ, tính tính. Đồ bá trợn đồ tinh tăng. Được ơi. Được ơi con ơi, được ơi. Dạ. Dạ con à. Trời ơi mày ở đâu được ơi, sao giống như người ở trên trời vọng xuống này. Được ơi mày ở đâu con ơi. Nhìn ơi con à. Đâu mày ở đâu đâu. Trên này nè. Sao trời đất ơi thằng ơi. Mày leo tuốt ngọn cây chi trảnh mày. Dạ con tính làm trời thiên. Trời ơi là trời đực ơi là đực. Mày đi xuống liền giùm tao. Mày xuống mau đặng đi về. Còn cái gì đâu thiệt. Leo xuống mày, leo mày. Xuống mày. Dạ. Dạ xin lỗi chị. Thưa đi. Thưa về. Thưa chị trời. Lý rồi về con. Dạ. Dạ. Thưa chị Lý tôi về. Trời ơi, ơi. Sao lại thưa chị Lý? Con phải thưa là thưa má. Chị má hả? Dạ, thưa má con về. Giỏi à ha. Vài bữa qua nhà ăn cơm với má nghe. Anh chị của con ơi, lúc này làm ăn có khá không con? Dạ. Con nhớ coi gì. Dạ, không được mập. Trời. Một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Trời ơi, ông làm ơn đưa nó về liền. Tôi ba vui ơi, để ngồi tôi đi. Sợ quá ba vui ơi, đi về. Đi ba, tao kêu mày bằng ba rồi. Đi ba. Đừng có nói vậy con, tội nghiệp con. Để con thưa đàng hoàng con về. Thưa ba, thưa má con về. Thưa chị xui, tôi về. Đây. Ông giật bà hại mày, đây. Đây mày. Tí, xuống, lại đây tôi nói chuyện này cho mấy chị nghe nè. Chuyện gì vậy? Sao, chuyện gì vậy chị Dân? Chuyện chị Mén. Chị Mén? Chị Mén con bà Năm lên làm ở Lao Bang á hả? Ừ. Chị đó làm sao nói kìa, chị đó làm sao? Chị sắp lấy chồng. Cái gì? Sắp lấy chồng hả? Trời bác ơi chị Mén nghe. Thôi đi, đứa nào cũng có gia đình, chỉ có ba đứa tụi mình là... không ai cưới. Quê ơi là quê, đúng là có vô duyên. Chị này sao nha, có tánh hay thở than. Ở về
chị không chịu á, lấy chồng chi cho nó cực nè. Tôi nhất định không lấy chồng, ở về cho tới già đó. Thiệt không đó, thiệt thì thề đi, ba đứa cùng ngoéo tay. Rồi ngoéo tay thì ngoéo tay. Tôi đề nghị với nhà chuyện này với hai chị nè, là cái này còn tụi mình á không có lấy chồng á, chịu không? Chị nói sao? Nói lại cho rõ ràng coi. Đây nè, thấy cái cây trước mặt mình đó không? Khi nào mà nó chết khô á, hay là nó bị giông bão tóc gốc á, thì chừng đó tụi mình mới đi lấy chồng. Còn nếu mà nó sống hoài á, thì tụi mình cứ ở vậy hoài. Rồi, cây này còn sống hoài á, thì tụi mình ngồi ở vậy hoài. Khéo tay lần nữa. Ủa, mà nãy giờ quên hỏi chị Dần nữa nè, chồng chị nén lần nào vậy? Mấy chị không biết à, anh Đực á. Trời ơi, anh Út Khờ à. Chứ ai nữa? Trời ơi, anh Út Khờ, anh khờ thiệt. Mà sao chị mén chị ưng? Ai biết, chị đi kiếm chị mén chị hỏi. Vậy là ba đứa mình ở giá là cũng vừa rồi. Chị mén nè, chứ dù đẹp nè, lại con nhà khá giả nữa. Vậy mà chị lấy cái anh chồng ngáo ngáo bơ bơ. Còn ba đứa mình nè. Sao? Chị thấy không, chân cẳng đen thủi đen thui à, đầu tóc thì cứ rối bù à. Chắc có nước làm vợ mấy đứa mà sức tay gãi gọng quá à. Nói sao? Vậy thì ba đứa mình đợi gì á, mà không thề một câu cho thiệt là độc nè. Mấy chị thấy không, làm chứng hôm nay có cái gốc cây này nè. Đó, cây nó mà còn xanh đó nha, thì ba đứa mình còn ở vậy hoài. Lấy chồng làm gì chứ nó phụ cẳng phụ chân à. Tôi á hả, tôi không có thì giờ để hầu hạ cho người dân. Tôi không rảnh để giặt quần áo hay lau dài cho thiên hạ. Tôi là phụ nữ, chứ đâu phải là người ở đâu. Đúng rồi, ở đời á phải bình đẳng. Không ai có quyền sai bảo ai, bắt nạt ai hết. Khi không á, cái có thằng cha ở đâu lão quắc nhảy vô làm xếp mình à. Thấy mấy con nhỏ ham lấy chồng mà tôi phát khiếp à. Một mình rảnh rang hết điếc, lại được mặt tình đi dọc đi ngang. Có chồng rồi á thì giống như một con cá đã dính vô lưỡi câu, con chim á bị nhốt trong lòng, vô phương cục cửa. Vậy thì bữa hôm nay tụi mình ba đứa thề một câu với gốc cây này, thề không lấy chồng, không lấy chồng. Ờ, chuyện lấy chồng ai không ham, bởi vì á ngủ á thì được ngủ chung mùng nè, đi đâu á cũng có đôi có cặp. Ăn á thì thức ăn có chồng nó gấp, uống thì có chồng nó rót nước đưa đến tận tay. Lạnh á thì có chồng lấy mền đắp đi ngủ cho say, còn nực á thì có chồng ngồi quạt sáng đi mới ngủ cho ngon giấc. Có điều á, khi mà nó nổi cơn á thì nó bạt tay đổ lửa, rồi nó đi sáng đêm nó bỏ cửa bỏ nhà. Thôi, tôi thấy không có nên lấy chồng. Lấy chồng á là lợi bất cập hại. Ai ham lấy chồng á là người đó dại. Còn mình á, không lấy chồng là mình khôn, phải không? À, nếu đã thề rồi thì phải nhớ nha. Thôi thôi tôi về trước nha mấy chị. Tôi về à. Ê, nói vậy bộ không lấy chồng thiệt á hả chị Dần? Ngu sao không lấy chồng? Thôi lỡ thề cái vụ cây này rồi lấy chồng mắc lời thề chết á. Mắc cái khỉ khô. Tối nay nè, tôi lấy cây búa, tôi nện vô góc vài chục nhát là xong ngay. Đức à, dạ. Làm lễ xong rồi, bây giờ đãi tiệc hai họ. Một lát con và con bé ra theo ba má ra chào bàn nha. Dạ, con nghe lời tía dạy. Ý quên nữa. Nè, nếu bà con có chúng á, cảm ơn rồi nâng ly rượu lên. Rồi cái mời thôi, thấy không? Chừng nào cha chú mời á, mới uống cạn. Để ông thôi mày sai á, chết luôn đó nghe không? Dạ, nhưng mà tía ơi, làm sao con biết là lúc nào nhắm môi, rồi lúc nào uống cạn? À, vậy hả? À, bây giờ về nha. Dạ. Con ngó tía ha. Dạ. Thấy tía nhái một cái á là con nhắm môi. Dạ. Rồi cái con rót cho khách. Cái tía nhái hai cái á, cái con uống chừng nửa ly thôi. Rồi chừng nào mà tía nhái ba cái á là con chơi ly không? Dạ. Cứ vậy làm em. Dạ vậy là quá dễ. À, con xin nghe lời tía dạy. À, chúc mừng. Trời ơi, bà này la vô lỗ tai tôi dữ vậy. Thằng Đực nha, ngẫm vậy mà nó giỏi ghê á.
cưới được con vợ thiệt là đẹp. Nghĩ lại mình cũng có tay làm mai làm mối quá. Cười, cười đi nghe không? Ê, nói nhỏ nghe rồi bỏ nha cha. Vậy gì? Không biết con bé nó dạy chồng nó làm sao chứ. Chứ cái điều này tôi nghi quá. Nghi làm sao? Nghi 3 lần bãi 21 ngày chắc nó bỏ chồng. Trời trời ơi, bà tính chưa? Hả? Trời sao ơi. Sao tôi đám cưới mà ông đánh tôi trời. Nói bậy nói bạ, không đánh không uổng à. Chuyện gia đình người ta, nói tầm bậy tầm bạ, chúng đánh bà còn hơn tôi đánh. Ôi, mà ông trời cũng sắp đặt, ta nói hết trơn trội rồi. Chồng á cao thì vợ thấp. Vợ mập lù như bà, chồng ốm nhôm như tôi. Vợ xấu á, chồng đẹp trai. Vợ đẹp á, chồng xấu. Thằng Đực á, nó nhờ con mén lành, lực âm dương mà đâu như đó hết trơn rồi. Để giống như tụi mình vậy. Dạ, dạ, dạ xin im lặng. Dạ. Kính thưa bà con hai họ, vợ chồng tôi không biết lấy gì để cảm ơn quý vị đã đến chung vui với gia đình tôi nhân ngày cưới của cháu Đực và cháu Mén. Để đáp lại tấm thịnh tình đó, tôi và bà xã tôi xin giúp vui văn nghệ cho thêm phần rôm rã. Thật tươi ngày xuân qua cưới về màu tươi muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui mừng tân hôn chúc chú rể mới chúc cô dâu hiền nên mối duyên cầu cao cô dâu xinh quá là xinh vẫn chú rể hiền xưng lứa lại vừa đôi bà con hai họ chúc mừng mong đôi vợ chồng duyên mới vô bền lâu bà con hai họ chúc mừng mong đôi vợ chồng duyên mới vô bền lâu. Trời ơi, để tôi giao ca bài khoan khoan để tôi nè nghe tôi nói nè, bây giờ anh xui chị xui ca xong rồi đó, bây giờ tôi mời chị xui đi, đồng ý không? Mời chị xui đi. Chị bà cử chơi luôn. Dạ. Dạ, dạ kính thưa hai họ đàn trai và đàn gái. Dạ hôm nay là ngày cháu Mén lên xe qua về nhà chồng để đóng góp cho cái ngày vui hôm nay. Dạ tôi là bên xui gái xin hiến cho quý vị trong bàn tiệc đây một bài lý hay là trích đoạn đi. Thôi, trời ơi, trích đoạn dài lắm bà ơi. Trích đoạn để lát tôi với ông tôi làm. Thôi giờ tôi ca bài lý nha. Rồi vô luôn. Ca đi. Ca đi má ơi. Nếu mà đồng ý xin một tràng pháo tay. Rồi tôi bắt đầu nha. Có trời ơi, đó là thôi có. Má ơi. Gì vậy? Dạ ngay. Từ từ tao ca chứ mày cứ chọt vô hoài sao tao ca được mày. Từ từ nha, bây giờ bắt đầu nha. Cùng nhau xin có xe tơ hồng cao trầu xanh thắm như tình duyên đẹp đẽ mặn mà. Trời ơi, sao nghe mệt quá vậy? Thôi nhiêu đó đủ rồi. Thôi đủ rồi vậy được rồi. Giờ bây giờ yêu cầu chú rể đi, chú rể thôi, chú rể đi, chú rể đâu. Chú rể đâu rồi, chú rể. Tới tôi hả? Con ca nghe tiếng má. Con ca để chúc mừng quý khách nha. À, con ca vòng cổ. À, con làm. Được không? Được, để anh đừng có cản. Anh làm. Vô đi. Từ từ. Vô nước sở một hôm lòng thanh thản. Trời ơi. Cởi long bào giả dạng thường dân. Giá cằn câu ga ngồi cạnh thạch bàn lòng dương giả mơ phán chưa có. Thôi tao sợ quá, mày làm ơn mày đừng có hát giùm tao đi được ơi. Xuống ra đi. Xuống đi, bây giờ tới ai đây? Ờ, tới anh đi. Ơi, xíu hả xíu. Bên đàn kia. Ở đâu lù lù ra đứng. Dắt đi vô vậy. Dạ kính thưa bà con, đàn trai đàn gái đã giúp vui xong, bây giờ đến lượt tôi đại diện cho khách đến dự giúp vui để trả lễ.
Được tin em lấy chồng trời, 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 anh buồn trời, biết mấy. Được tin em lấy chồng trời, chắc mày, người từ đâu. Mày nín, mày nín, mày im, mày nín. Tiệc khốn ngu. Trời ơi, mày nín giùm tao đi. Mày đi giữ. Trời ơi, mày đi giữ đám cưới con người ta mà mày hát bài này. Bộ mày muốn đàn trai nó túm lại nó đập mày phù bỏ hả? Trời ơi, mày có thương con bé á thì mày đáng mày nhín về đi, mày về nhà mày hát một mình mày nghe. Mày nín, mày nín. Mày nín, mày nín. Không, à, tôi bóp cổ tâm hồng tôi cũng ca bài. Trời ơi, trời ơi, lôi nó đi, lôi nó đi. Lôi nó đi. Xíu ơi là xíu. Trời ơi, mày đang đám cưới con tao mày hát như vậy rồi mày có ý gì? Bộ mày thương con mé hả xíu? Trời đất ơi. Ừ đó, đúng đó, tôi nói thẳng mấy người là tôi thương con mé đó. Trời ơi, tôi không. Lôi đi. Lôi đi. Phụ tao, phụ tao, phụ tao. Không, không, không. Tôi chưa hát tặng hết bài cho em mén tôi chưa đi. Được tình em. Lôi nó đi. Lòng anh buồn. Lôi nó đi. Được tình em. Trời ơi. Trời ơi trời. Dạ kính thưa bà con, thôi bỏ chuyện đó đi ha. Bây giờ xin giới thiệu đôi tân lang và tân gia nhân được mén đến chào bàn hai họ. Dạ. Con ông á, mày hung đại má nó. Dạ, con nghe lời má dạy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Biểu mày hung vô má của mén trai, biểu mày hung má nó đâu có trời. Con đâu có biết đâu, ba má dạy sao thì con làm vậy chứ. Không sao, không sao, không sao. Con cái nó thương mình thì nó hung mình như vậy là quý lắm rồi. Bây giờ xin mời bà con tiếp tục nè, tiếp tục ăn uống đi. Vợ cho được xong còn bà chừng nào tới đây? Ủa? Hả? Tới gì? Hả? Đi đâu đâu tới? Làm bộ vợ ngộ, đi đẻ chứ đi đâu? Trời ơi! Trời ơi! Bà giác cái bụng thề lè mà đi đầu trên xuống dưới, mắc cỡ muốn chết luôn vậy. Vô duyên à, cái đó mới là vô duyên à. Sao vô duyên? Tôi hỏi ông nói cái đó trời phú. Cho sao để vậy?
có thằng khùng con trước rồi bây giờ muốn có thằng khùng sau nữa hay sao mà cứ trù ẻo tôi hoài, tôi bực bội quá. Cái này cũng là do ai, em nói đi, ai tạo ra? Ai á thì ngày cứ than vắng thở dài, cái số tôi sao hẩm hiu quá. Có một thằng con trai sao nó khùng, nó điên, nó khôn lanh như người ta. Đêm á thì òn ỉ sanh cho tôi một đứa nữa đi. Ai à? Thôi, trời ơi, bà làm gì bà la tôi, bà đàn áp tôi dữ vậy? Trời ơi, đợi giờ tính la làng lên muốn khoe hả? Chứ sao tôi la lên cho mọi người biết là tôi có con á. Tôi già rồi còn mang cái bụng này cho mắt cỡ trách luôn. La lên. Không có biết thương còn nói này nói nọ. Tôi nói ông nghe nè, đàn bà phụ nữ đến cái lúc này người ta hay bực bội lắm, hiểu không? Ông phải biết chiều chuộng ta chứ. Mỗi lần đi sớm nghe ai nói hành nói tội gì là la tôi rồi chọc ghẹo tôi không à. Tôi nói thiệt với ông, tôi đâu có muốn gì đâu mà tại gì. Ninh Nhi đừng khóc nữa. Ôi nín đi, đậm hơi thai mà. Làm xui rồi, không phải còn gái nheo nhẽo nữa. Đụng tới khóc mà. Ninh Nhi, tôi biết tôi mà. Thân phận đàn bà như loài hoa sớm nở tối tàn, như lục bình trôi 12 bến nước, như chiếc đèn treo trước gió. Thôi đừng nữa. Tôi giận ốc hết rồi. Thôi. Trời ơi, bữa nay bà văn chương quá, tính ca giọng cổ nữa. Thôi nghe tôi hỏi nè. Thì ông hỏi đi, hỏi lẹ đi, xong để tôi xuống giọng cổ rồi hả hỏi. Thôi mà. Nè tôi hỏi nè, vợ chồng được con bé bữa nay nó có về đây không vậy? Vài bữa mới ghé lần. Hỏi chi vậy? Đâu có làm chi, tôi chỉ sợ nó nổi khùng lên rồi con vợ nó xách gói về nhà tụi mình hụt ẩm cháu nội á chứ. Đây. Hả? Đi đâu xa xôi. Có sẵn rồi nè. Chừng tháng nữa tao mà ẩm mà bồng. Tôi tưởng tượng đêm khuya với ánh đèn dầu mà ông đứng ông nựng rồi ông dỗ con ta đi. Kỳ này tôi giao trong nhiệm vụ dỗ con ngủ đó nghe. Nói thiệt nha, không phải tôi nổ đâu nghe. Một bên con, một bên cháu nội, thằng này dư sức qua cầu rồi nha. Giỏi à. Cái sao? Không biết là đứa bé đứa bồng chứ dắt con ai, phải con của mẹ Sáu Sài Gòn không? Trời ơi, nhớ lại tôi tức quá, tôi lên giọng cổ nữa. Thôi mà. Trời ơi, đang nói vui cái tự nhiên mà đâm xuồng vô. Trời ơi, chuyện cũ nhắc lại hoài à. Tôi lên Sài Gòn buôn bán đồ quen thôi, có gì đâu. Mỗi lần lâu lâu mà nhắc đi nhắc lại. Trời ơi, cái đó là thời thanh niên mà. Thanh niên gì? Phải nhắc chứ, nhắc mới nhớ chứ. Thời thanh niên, thời nào cũng vậy hết trơn á, mấy thằng trai đàn ông á. 100 ông á thì đủ 100 ông. Y như là mấy con bướm bướm vậy đó. Hễ thấy hoa tươi hoa đẹp là lượn qua lượn lại rồi múa rồi. Chị trời ơi, tôi nói thiệt với ông hả. Đàn ông mấy người hả, đây nè đó. Gặp cái là nháy nhó rồi, cái là làm bộ làm... Ui cha trời ơi. Ủa sao vậy? Nó đạp. Trời sao mà thụi cái gì ông nội. Trời ơi thôi vậy, mua qua mua lại chi vậy không biết nữa. Ui da nó mấy. Đó, qua tới đây rồi. Tới đây rồi. Này nửa lớn chắc ta bành quá. Thôi đừng có mua nữa, mua rồi nó đau đó thấy không. Không, đâu muốn mua. Em mua đặng cho ông tưởng nhớ lại Sáu Sài Gòn. Thôi mà Sáu Sài Gòn thích mua. Đó, bởi vậy đó, cứ ghen bậy ghen bạ không đó, rồi tự nhiên nó đau, nó đạp bà đó, bà thấy không? Ê, tôi nói ông nghe nè, sao ngộ lắm nghe. Ông nhớ trước khi lúc tôi có bầu tôi đâu có ghen dữ vậy không? Mà sao tự nhiên cái có bầu rồi xong không cái nó kỳ lắm nghe hả? Chút xíu là ghen à? Thôi kỳ đừng có ghen nữa, bỏ đi, bỏ cái ghen đi nghe không? Trời đất ơi, đừng có nói cái vụ Sáu Sài Gòn rồi gì nữa trơn nghe không? Bỏ qua đi. Thôi không lo, vụ con đi, cứ nói hoài rồi... Nói lớn hàng xóm người ta sang ta coi nữa. Thôi mà. Bà đừng làm tới nữa. Tôi thấy bà đau rồi hay ghen rồi, cho nên tôi giỡn với bà cho nó vui, với bà hết đau vậy mà, thấy không? Ui da trời ơi sao. Ông ấy cái chân tôi coi đó. Ấy cái chân đó nè. Trời giọt bẻ phải không? Đó. Thì bẻ đi, đừng có nói nữa. Thấy không, đó, ghen bạ, bây giờ bẻ à. Cho chừa cái tật ghen mất trật tự đi, đụng đâu ghen đó. Tôi với Sáu Sài Gòn có gì đâu ghen. Tôi với hai bánh lọt mới là... Trời ơi, nó bẻ thêm cái giò nữa rồi.
dừng. Tôi nói bà nghe, tôi thấy bà bị giọt bẻ hay ghen cho nên tôi mới chọc bà vậy, tôi ghẹo bà vậy cho bà hết đau. Về bà đánh tôi không biết nữa. Thiệt không? Thiệt đó nha. Thay đi. Thay nè. Thấy không? Thấy mặt thành thật không? Đau không? Đau không? Đau chứ sao không đau. Ai biểu nói trước? Đừng đánh nữa nghe không? Trời ơi, tao muốn ghẹo mà nói trước cái gì không biết nữa. Hết đau chưa bà đó làm sao? Hả? Đau sao được? Nó không đau gì giọt bẻ. Chứ sao? Mà bây giờ á. Sao? Đau ở trong tim. Thương ơi. Cứu giùm tôi, đàn bà con gái quay đi ngang đây làm ơn cứu giùm tôi. Có ai không cứu giùm đi, ở không làm gì cứu giùm đi. Ai vậy? Ai kêu cứu vậy? Ai vậy? Nói thêm mấy tiếng ở đây ai vậy? Đây nè, trong bụi nè. Trong bụi hả? Ở đâu? Ở đây nhiều bụi quá, bụi nào đâu? Trời ơi, kêu cứu mà gặp nhầm bà con mắt bị bù lạch ăn nè trời. Trong cái bụi trước mặt nè bà, làm ơn vô cứu giùm đi. Bụi trước mặt hả? Ừ. Ông, trời, ông bị sao vậy? Thấy rồi hả? Dạ. Gặp nạn mà kêu cứu nhầm bà chắc ngủm củ tỏi sớm quá. Lại gần đây chút xíu đi. Thôi, ghê quá à. Mà ông bị gì vậy? Ông thấy cái chân người ta cà giật sao mà còn hỏi? Biết đâu ông làm bộ rồi sao? Ủa mà chân ông bị sao vậy? Con mắt đâu? Cứu người ta thì phải làm ơn mở con mắt ra cái chân. Mở dữ lắm rồi mà đâu có thấy gì đâu. Trời ơi, cái chân người ta bị thương nặng như gì mà bà không thấy sao? Bị chỗ nào đâu? Vuốt vậy đó, vuốt vậy cho nó tiêu chất độc đi. Nhưng mà ông bị sao vậy? Bị nặng. Bị rắn cắn phải không? Rắn cắn thì nãy giờ gặp cái kiểu cấp cứu về như bà á, chắc là sôi bọt mép chết mất đất rồi. Vậy chứ ông bị gì? Cua kẹp. Ôi trời ơi, cua kẹp mà cũng rên cho dữ vô. Cái thần mày lớn mà cua kẹp la cho dữ lên vậy à? Chạy nọc. Anh xíu. Dù gì anh bày cái trò này để gạt tôi á hả? Men, cũng bởi quá nhớ em mà không biết làm cách nào để gặp mặt, nên anh mới phải giả bộ diễn cái tuồng cua kẹp này để đối diện cùng em nè men. Đối diện? Nhưng mà anh gặp tôi để làm gì nữa? Để hỏi em vì sao mà em bỏ tôi đi lấy cái thằng mắt giật thằng đực chi vậy? Nè, đừng có ăn nói vô duyên ha. Vừa vừa thôi nha. Tôi với anh á, là nước lạ người dân, có gì với nhau đâu mà anh nói là tôi bỏ anh hả? Nhưng mà tôi thương em trước, tôi xí em trước. Thôi. Tôi đặt cọc em trước. Thôi, xí cái gì, đặt cọc cái gì? Bực bội quá à. Nói gì đâu không à. Thì mấy lần trước đi chợ tôi gặp em, tôi đá lòng nghèo với em cọp rồi đó. Trời ơi, đá lòng nghèo cọp. Đá lòng nghèo vậy cái là đặt cọc á hả? Tức cười quá à, trời tức cười quá à. Mà anh đá lòng nghèo là kệ anh. Tôi có đá lòng nghèo lại với anh đâu mà bắt tôi phải để ý thương anh chứ. Nhưng mà tôi chấm em rồi. Trời thì ơi. Em phải thương tôi à. Trời ơi. Tại sao em lại đi thương thằng Đức như vậy? Mắc cười quá à. Tôi muốn lấy ai làm chồng đó là quyền của tôi. Anh có quyền gì mạnh xía vô. Em tàn nhẫn quá mén à. Trời. Em nói mà em không biết ngượng miệng. Miệng gì? Con mắt em để đâu mà em không chịu phân biệt đâu là nếp, đâu là gạo. Trời. Đâu là bò, đâu là trâu. Trời ơi. Ăn nói gì lung tung quá vậy hả? Nói gì lung tung tôi không hiểu gì trơn á. Thì ý tôi muốn nói thằng xíu này là nếp, còn thằng đực là gạo. Chưa. Nếp thì phải ngon hơn gạo chứ. Chưa. Thằng xíu này là thịt bò, còn cỡ thằng đực chỉ là thịt trâu thôi. Chưa. Thịt bò lúc nào nó cũng phải bổ hơn thịt trâu em mà. Nó mắc gấp đôi thịt trâu đó em ơi. Chà, đâu có biết
biết đâu. Té ra anh cũng bảnh như vậy chứ. Nhưng mà nói thiệt nha, tôi thích ăn gạo hơn là ăn nếp. Với lại nhà tôi nghèo lắm, không có tiền đâu mua thịt bò, nên ăn thịt trâu quen rồi. Nếp với bò của anh á, anh để lại mày dùng đi. Ha, biết không? Bò điên á. Biết bò điên không? Mẹn em nỡ lạnh lùng đến thế gian, tìm anh phan từ hôm nào. Giờ đây đã nát càng thêm nát, muốn nói mà sao vẫn nghẹn lời. Sao em không nói một lời gì, dù chửi dù chù anh chết luôn cũng ra làm lòng anh nắm lại. Hơn là khinh bị quay đi, tôi vẫn còn chỉ nói chồng tôi dẫu chẳng bằng ai hơn, nhưng còn hơn khối kẻ vô duyên. Biết không ông? Trời ơi, người ta có cái duyên bẩm sinh gì mà dám nói người ta vô duyên. Tôi cho cô biết, cũng vì thương cô mà tôi phải hạ mình như vậy nè. Chứ trong cái cuộc đời tình ái của thằng Xíu này chỉ toàn là thắng trận. Không biết bao nhiêu cô gái trong cái làng này đã chết lên chết xuống vì Xíu, thất điên bát đảo cũng vì chú Xíu này. Ừ, ai ngu vậy? Ai mà chết lên chết xuống vì anh vậy anh Xíu? Ai còn... vậy? Chắc người đó không bình thường quá. Còn ai nữa? Không phải khoe, nhưng đây là nói để cho cô em biết, để cô em đừng có coi thường anh. Vì thương em mà anh phải từ chối với những tình cảm nồng cháy của những người con gái khác đã cúi đầu dâng tặng. Đó là như cô Út Lé, Út Lùng, Út Đẹp, Út Khô, Út Súng, Út Dòng Kiềm, Út Hai Hàng, Út Quài. Còn nhiều lắm, nhưng không nói nữa. Nói nhiều, người ta nói mình nổ. Trời ơi, vậy là anh may mắn quá rồi. Nguyên dòng họ Út chạy lẻo đẻo theo anh rồi. Thì sao không chịu ưng đi mà còn đi theo đuổi tương chi cho khổ vậy? Bởi vì tình yêu nó éo le vậy đó em. Người yêu ta lại không yêu, ta chỉ thích yêu vợ của người. Vợ người ta có ngày ăn cuối ta, tình mộng đi chàng kiểu tàn tật tâm thân. Biết không? Là bị đánh. Mẹ! Đánh què vợ biết không? Anh biết là cuộc tình mình đang gặp nhiều nghịch cảnh đau thương, lòng em đang thế lương ám đâm. Trời, gì nữa đấy ông nội? Nhưng em cứ an tâm, anh cũng không bỏ rơi em đâu. Anh nhất quyết sang bằng chế độ phong kiến hà khắc, đã ép uổng một cành quả lai phải cắm dao bãi. Thôi nghe, bãi đó là ông bãi đó đó, chứ chồng tôi không phải bãi đó đâu. Biết bãi gì không mà xôn xõn vậy? Bãi gì thì ông nói bãi gì, ý ông nói bãi gì á? À? Tôi nói bãi giữ xe là sao? Thôi đi, nhiều chuyện quá. Mê muội rồi, bị mê rồi. Em bị nó bỏ bùa rồi phải không? Được, anh sẽ chuộc bùa để cứu em ra. Trời ơi, có ông á, ông mới cần phải chuộc bùa để thoát khỏi cái tư tưởng hắc ám đang làm ông mê muội thì có. Nó có gì hơn tôi mà em ưng nó chứ? Hơn chứ, quá chứ hơn luôn á. Hơn cái chỗ là ảnh không có nham nhở như ông ha, không có giọng điệu chọc gái vô duyên trơ trẽn như ông.
Mén ơi, gì? Em mờ mắt quá rồi, mén trời, ơi. Nói gì á? Em mê nó lắm rồi, em lậm nó lắm rồi, em hết thuốc chữa rồi, mén ơi. Em suy nghĩ cho kỹ đi, nó khờ khạo như vậy, thì làm sao mà nó nuôi em nổi? Trời ơi, ảnh khờ nhưng mà siêng năng. Còn ông nói ông thông minh lanh lợi hả? Mà làm biến như quỷ vậy, tối ngày cứ tưng là ba cà nhỏng rồi. Đúng là người đàn bà khi đã tối mắt vì yêu thì nói gì cũng như nước đổ lá môn nước sa đầu dịch. Trời. Thôi được. Gì? Trời. Gì? Anh chấp nhận nhường em cho thằng Đực. Nhường em cho thằng Đực khốn nạn. Trời. Nhưng mẹ ơi. Dậy. Mẹ ơi. Nếu lỡ sau này em có ly hôn thì em hãy nhớ anh vẫn đang chờ. Giờ nên đưa mắt tìm ai nữa, hãy quay về với anh thôi. Hứa đi xin em hãy hứa. Lỡ sau này tôi có ly hôn, thà tôi xuống tóc lên núi vô chùa. Sao vậy em? Lấy anh tôi sống làm sao nổi, bởi anh là kẻ bê thơ, chỉ quen mèo mả gà đông. Mén. Vậy. Sao em nói nặng anh vậy mén? Vậy chưa vừa nó. Anh đã bày tỏ thiện tâm, sao em lại xúc phạm tới nhân phẩm của anh như vậy? Trời ơi, mắc cười quá nhân phẩm. Thôi mệt quá đi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Nói chung là tôi không muốn nói chuyện gì với ông nữa. Mén. Không bao giờ đâu. Trời. Chuyện nhỏ. Giang ra không? Tránh ra. Tránh ra không? Tôi la lên bây giờ. Giang ra. Trời ơi. Trời ơi, ngày nào mà cũng gặp cái mặt này chắc tôi làm ăn ngóc đầu ổng nổi quá trời là trời ơi. Mén, mén, anh hận em, anh hận em, xíu này hận mén. Mén, anh hận em suốt đời. Chim kêu, chó sủa. Ê, ai nói tới dòng họ tôi bay mà tôi bay súng nhau, tôi bay lên tiếng dữ vậy? Đúng là quân chó hùa. Tao chửi mày đó, mày nghe không? Làm gì tính được hả? Được tao chạy. Sao người dối gian để tôi sầu một mình, biết ai mà thở than tới lùi bên gốc cây. Kẻ gà vào nói năng, nói tôi dại tôi khờ. Trời tận cao xanh đã giúp cho tôi ở hiền gặp ngay, dù nghèo nhưng vẫn sung sướng yên vui hạnh phúc dài lâu. Chẳng lo cho khổ thân, đói cơm vào bếp ăn, có ai phiền đến tôi cứ xin hãy niệm tình. Có ai phiền đến tôi cứ xin hãy niệm tình. Tôi hỏi thiệt mình nghe. Gì? Đi đánh nói vợ cho ông Đực mà điều vậy người ta có cười tôi không? Vậy đẹp quá còn gì nữa cười. Khùng quá nè.
đẹp gì. Sao? Người ta nói tôi đàn bà tắc nết làm sao? Gì tắc nết? Trời ơi, bé lớn rồi còn bày đặt con á. Ta ở bà sao kỳ quá, mắc cỡ gì. Cái này là thiên phú mà, trời cho sao để vậy mà. Trời ơi, chứ có thằng con đầu nó khờ quá, phải kiếm thằng con nữa cho nó ngon lành cho tôi chứ. Không có sao đâu. Ông đỡ hết cho tôi nghe. Để tôi lo. Ê, rồi da mặt gì được trắng trẻo không? Hay là... Trắng qua đi chứ bộ. Hồi đó mới đen, hồi đó đen mà còn khét nắng nữa. Tôi nhớ rồi, cặp giò của bà lúc đó còn đóng phèn dằn lùm vậy đó. Vậy mà từ ngày tôi cưới bà về đây, bà đã tròn lại chắc mới lạ lùng. Như là bà lột da, không khét nắng như năm nẵng năm xưa. Tôi về đây làm bếp, rồi nấu nướng luẩn quẩn tối ngày với ông Táo. Đâu có đi ra ngoài, nên mặt mũi bây giờ mới trắng tươi. Nói thiệt như bà, nó không phải tôi nịnh bà, chứ bà dạo này đẹp ác luôn á. Điều có cặp môi hơi dày chứ bà. Có bị son á. À vậy hả? Bớt son á, tôi bôi bớt như để kỳ quá. Bây giờ bà vô trỏng coi được nó sửa soạn xong chưa, đặng đi trưa rồi á nghe. Được rồi, được. Được rồi. Ủa, có nó ở trỏng không vậy? Nó còn ngủ rồi sao? Trời đất ơi, kêu nó dậy đi chứ, trời ơi. Thì kêu rồi đó, mà nó ngủ. Nếu mà bà thấy nó khoái ngủ á, bà biểu nó ngủ luôn một giấc ngàn thu đi. Ông này thiệt à, con nó đã khờ rồi. Ông la nó hoài à, nó khùng luôn cho coi. Nó khùng luôn càng tốt á, tôi chở nó vô nhà thương chợ quán luôn á. Chứ ai đời có thứ con gì đâu. Mà nó ngu như là con ngốc đực. Tối ngày lặn hộp dưới sông, chỉ biết ngủ với ăn. Nó chưa tới 20, biểu nó khôn lanh ông sao được. Con nít thì nó ham vui, ông rầy nó cũng quan. Nó mà con nó cái nỗi gì, nó biết đòi vợ mỗi đêm. Nó đòi vợ hồi nào mà sao ông cứ nói thêm. Cả tôi với ông đều mong muốn được ấm bồng cháu nội. Ông đã hứa người ta, sao bây giờ ông giận rồi ông la. Được cái được. Xong chưa con? Được à, được. Dạ má ơi, con xong rồi nè. Rồi xong rồi thì ra đây đi, đặng đi với tía mày. Sao mày cứ thập thò trống hoài vậy? Ra đây. Mình thấy không, nó bây giờ nói chuyện lễ phép rồi dạ thư đàng hoàng đó. Mà hay rồi, con trai bà giỏi quá. Đó. Đó. Má ơi, con xong rồi nè, đẹp không tía má? Trời đất mồ tổ ơi, mày ăn mặc vậy đó hả Đực? Trời ơi, thấy ghê không? Đó, bà khen đi, con trai bà giỏi quá đó, khen nữa đi. Đi vô lấy quần dài mặc vô. Thôi đi, con mặc vậy cho nó mát. Mày trả lời tao hả mày? Giờ mày đi vô, vô. Đi vô. Vô à, thôi mà trời ơi. Cái bụng vậy mà còn rửa nó rủ ro té. Tôi chết liền tại chỗ á nha. Tôi khổ ghê. Không biết tại sao tôi có con ba trợn quá vậy không biết nữa. Trời, ông hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi thấy là tại vì ông ăn hết cái lọc của nó rồi chứ sao. Tôi ăn hết cái lọc của nó rồi nào gì đâu. Ông á thì chuyện trên trời dưới đất thì cũng biết ráo rọi. Xó xỉnh kẹt hấp gì ông cũng rành. Ông khôn như quỷ như ma vậy, ăn hết lọc của con rồi. Bởi vì cái thằng Đực nó không khập khùng sao được. Nó khùng chắc nó giống bà. Trời, tôi vậy mà khùng trời. Chưa khùng nhưng cũng sắp khùng rồi. Gì? Thấy cặp mắt của bà lau liên tôi nghi rồi. Bữa nào bà đứng đâu bà le lưỡi nước miếng chảy hồng rồng mà bữa đó nhất định là. Trời ơi, sắp xanh mà nói vậy. Giái đi. Nói bà láp bà xàm hoài à. Bà xin lỗi mà. Mình quá. Thôi. Đớp. Lẹ này. Dạ. Coi. Đó, vậy phải được không? Rồi bây giờ ông thấy con trai ông được chưa? Thấy rồi. Được chưa? Tôi hỏi được chưa? Ông cứ chê nó hoài là được chứ. Ngon rồi, nó ngon rồi. Dạ. Thưa tía, thưa má, con đi. Mày đâu ạ? À? Chớ tía má biểu con đi. Trời ơi. Chứ người ta không dặn tao đá mày rồi. Biểu đi là đi với tao với má mày. Đi coi vợ cho mày đó, mày hiểu không? Mày tính đi một mình, mày đi đâu? Kiếm ông bà ông giải mày hả? Ai biết. Trời,
Ơi đực ơi, đàng hoàng giùm má một chút con ơi. Rồi. Đàng hoàng, tôi không hiểu bà sanh ra thứ gì mà sao nó không giống tôi. Ngu ơi là ngu chí, ngu hết cơm hết gạo nuôi hoài không khôn. Thì nó giống ông cho ai? Anh nói nghe thiệt kỳ, không nhớ mình là mẹ là cha, bất cứ chuyện gì cũng hét cũng là. Tôi là có căn của đâu nó phải mà bà sửa lưng. Căn đâu mà tôi đi sửa lưng? Ông nói tôi uống rượu căn không nè. Tôi nhắm đi bà ơi, mau đi kiếm cái nón dùng tôi đi cho sớm kẻo ở bển người ta chờ mong. Còn con có đi hay không? Nếu con khỏi phải đi, thôi để con ở nhà ra sông tắm. Trời ơi, đây, tao mất tao ai? Ở đó là nói xàm hoài, tao bực ghê á. Mén à? Dạ. Mén. Dạ. Mén. Dạ. Trời đất ơi, sao mày giả hoài, mày không chịu mày, mày lấy cái tấm thân mày ra đây cho tao nói chuyện chút mày. Dạ. Dữ ác không? Tao tưởng mày chờ tao vô tao rinh mày chứ. Nè con, dạ. Lát con lo quét dọn nhà cửa đàng hoàng nha. Lát nữa có vợ chồng anh Ba Vui với thằng Đực qua đây đó. Hả? Trời, nói vậy má tính gả con cho anh được thiệt hả? Chứ sao không thiệt mày, con nhỏ này hỏi kỳ cục không? Thôi má ơi, thôi đi má ơi. Hả, ảnh ba trộn lắm. Má mà gả con cho ảnh là chết con á. Trời ơi, cái con này kỳ cục, không lấy chồng mà được chết. Mấy là lấy chồng nào thì được. Chứ còn á, lấy sao? Chồng này là con không lấy đâu. Sao kỳ vậy? Má biết không, hôm trước đi chợ hả, cái ảnh đón đường con á. Nó đón đường mày hả? Dạ. Rồi nó có nói gì không con? Nói chứ không nói. Nói sao? Ê mén, ít bữa nữa tao làm chồng mày rồi mày ngán tao không em? Trời ơi. Nói gì? Nó nói là vậy đó hả? Dạ. Đâu có. Vậy là chắc nó giỡn chơi với mày đó con à. Khùng chứ giỡn gì má. Khùng hả? Mày nói nó khùng hả? Chứ gì nữa? Khùng thì càng tốt chứ có sao đâu con. Trời ơi. Con nghe người ta nói hả? Dạ. Củi mục thì dễ ung, mà chồng khùng thì dễ khiếp. Trời ơi má, má không có được đâu. Má nghĩ sao mà má đem con đi gả cho một anh khùng? Nó là con cầu con đấng chớ đâu có khùng nè. Cái thằng nó hiền khô à, mày thấy nó trắng trẻo dễ thương không? Mày còn kén chọn ai nữa con? Nhưng con chỉ sợ khi về làm vợ ảnh nói lan ba mắt gọi với bà con á. Gì đâu, có gì đâu mắc cỡ nè. Nếu có cặp thờ đó hả, còn hơn mày kiếm những thứ côn đồ. Ôi ngày say xưa này cẳng đã mà cẳng thôi, khổ lắm mà con ơi. Má nên chậm chậm để con suy nghĩ lại. Tao đã hứa với người ta rồi, mày đừng có nói đâu thôi. Rồi tới rồi đó, tới nhà vợ mày rồi đó Đực. Ăn nói đàng hoàng chút nghe không? Tiền yên tâm đi, con đàng hoàng lắm mà. Rồi bắt Tư dậy mày gì mày còn nhớ không? Hả? Đất. Đất. Không nhớ. Con khôn lắm, đừng có lo. Kìa, con mén trong nhà nó chạy ra kìa con. Ê, mày nói một câu cho ngon coi được. Dạ, con nói bà nghe nghe. Ừ. Dạ, thưa má, con mới qua. Trời ơi, gì kỳ cục vậy? Trời đất quỷ thần ơi, trời ơi. Hả? Trời ơi, Đực ơi, sao mày ngu dữ vậy Đực? Con học kỹ lắm mà. Trời, kỹ cái gì, cái đồ mắt toi mày á. Ê, chị Lý ra nữa kìa. Dạ, chào anh ba, chị ba mới qua. Dạ, chào chị. Cháu Út cũng mới qua đó hả, cháu Út? Anh mới qua đây để bàn đám cưới của hai đứa mình. Trời ơi, mồ tổ thiên nhân, trời ơi. Thần thổ địa ơi, mày giết tao được ơi, mày giết. Không sao đâu anh chị à. Mén à. Dạ. Con đưa anh Đực con ra ao cá dầu đó ngồi nói chuyện chơi đi nha. Để má vô nhà nói chuyện với anh ba chị ba chút nghe con. Dạ mời anh ba chị ba vô nhà. Có cái chân lọt nghe con. Dạ, có lọt con lội lên. Dạ, mời anh chị dùng trà. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, thưa chị, hôm nọ tôi có nhờ anh Tư cò qua đây để được xin ý kiến cho thằng Út tôi nó làm rể. Chị nhận lời chị may mắn làm sao kể từ đây hai nhà sẽ có thêm tình nghĩa đậm đà khi kết làm thông gia. Thằng Đực con của tôi hiền như cục đất, cái thằng này thiệt rất dễ thương, ăn nói nhỏ nhoi tâm tính thật thà, giống hình như thế nó hồi còn thanh niên ấy. Phải chi mà nó thành đôi với con mé nhà này á thì thiệt quá lớn.
lần chơi. Năm của tôi xưa nay rất dễ, hàng tết mà vô đây làm rể. Gia đình này sẽ thương nó như con, bởi tôi không con trai nối dòng. Trước sau gì thì tôi chỉ có một đứa con mà thôi. Nè 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 là con bé này đó anh chị à. Được chỉ thương để con như vậy, vợ chồng tôi hết sức mạng lớn. Vì thằng út tôi nó đã lớn rồi, nhưng tánh nó còn có nít chân. Chừng nào nó qua đây để làm rể nhà này, chị dạy dỗ giùm tôi. Nhờ chị giúp đỡ giùm. Dạ được không sao anh à. Con anh chị mà nó làm rể tôi ha, dạ. Thì tôi coi cũng như là con trai ruột của tôi vậy đó. Anh chị đừng có lo gì trơn trọi nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ thôi xin phép chị chúng tôi về. Dạ. Bye bà. Dạ. Bà có thằng Út đâu kêu nó về bà. Được rồi được. Ủa thằng này đâu rồi cả? Mén ơi. Dạ. Ủa con thấy được đâu không? Dạ không. Trời đất ơi, chị nó đi đâu? Trời ơi, coi chừng nó lọt xuống ao cá vô. Trời ơi, trời trời. Đi kiếm thôi, đi kiếm thôi. Dạ. Ê, con mén ơi. Cô ơi, lại đây nói chuyện cho vui. Con mén ơi, với má tôi đang nói chuyện gì với má mén vậy? Thì chắc là qua đây bàn tính việc hôn nhân của hai đứa mình. Bàn tính việc hôn nhân của hai đứa mình hả? Ừ. Chết rồi. Ủa chết rồi. Trời ơi, vậy mà hồi nãy tôi nói câu này với má của mén. Ủa? À dạ anh nói câu đó vậy? Trời ơi, bác tư cò, bác dặn gặp mén á thì nói câu đó. Ai dè, tôi nói với bà già mén. Nói với bà già tôi. Chết rồi. Rồi sao mẹ? Trời nhìn mặt tinh lè tới tức cười quá. Không sao đâu. Nói chơi vậy thôi chứ chắc má tôi không có nghe đâu. Sao không nghe? Hả? Tôi nói lớn lắm. Nói lớn. Thôi tôi về. Sao lại về? Chứ ai thở đời nay. Cha mẹ vẫn đi hỏi vợ. Gặp bà già vợ mà tưởng lầm là vợ. Nên mới nói đại là bàn tính việc hôn nhân. Trời hấp quỷ thần ơi, kỳ cục làm mà sao, tôi phải dò cho mau. Chứ ở đây hoài, nó kỳ cục lắm mẹ ơi. Cái gì mà kỳ cục, thì kể như anh nói vợ vậy thôi. Trời ơi, vợ cái gì mà ác hồn, nào là hai đứa mình, chứ nào là việc hôn nhân. Mà thôi đi, đừng có nhắc nữa. Dạ sao? Rồi xuống đàng hoàng nghe tôi hỏi mấy câu nè. Mẹ hỏi gì thì hỏi phức. Rồi tôi dọn về ở đây. Kỳ quá à. Tôi về nghe. Nè, hồi bữa gặp tôi ở dưới bờ sông á, anh nói anh sẽ cưới tôi làm vợ phải không? Má tôi nói sao thì tôi nói vậy. Anh còn nói mày ngán tao không? Anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì đâu. Thấy ông già nói sớm á, ông bị vợ đánh hoài, tôi sợ nên dặn mặt mén trước. Trời, anh làm như là tôi là dễ dằn mặt lắm vậy á. Cho anh hay à, sau này anh làm chồng tôi rồi hả, anh còn ăn nói cái kiểu ba trợn đó, tôi trói anh vô góc xoài cho anh nhịn đói luôn á, đừng dằn mặt. Trời, trói tôi vô góc xoài cho kiên cắn tôi hả? Làm sao tôi chịu nổi? Vậy á là tôi sợ anh hay là anh sợ tôi? Cha mẹ ơi, cô hồn các đảng tổ phụ từ đường ơi, cưới vợ làm chi để cho nó trôi vô góc xài nó bỏ đói, rồi nó để cho tôi bị kiến cắn nè trời. Chết luôn. Giờ tôi hay bà nội của tôi sao không ăn gì dội như bà chàng. Không nghĩa tình cũng không cung kính. Hãy tôi nói ra một lời là bà lập tức cả đùa ngay. Mười tiếng không sai, chiều này chắc phải chia tay. Nhà hai bên đà tình với nhau, ai cũng hay anh sẽ là chồng. Anh giúp dù là tôi mang tiếng, tôi quyết không rời anh một bước. Nhưng làm chồng cô đời chắc e tua, thà tôi ở không cho rồi. Chứ ở không thì ở không đi, ai mà thèm.
tôi cũng đâu có khoái đâu, tại tía má tôi ép chứ bộ, chứ tôi đâu có ham lấy vợ. Ở vậy mình cho nó khỏe, lấy vợ làm gì cho mất công, lo cho nó nào áo nè, rồi nào quần nè, rồi nào nào phấn nè, nào son nè, rồi nhẫn nè, rồi khoen nè, rồi nào dài nè, rồi nào dép nè, lại còn lo một nỗi nó ngồi lê đôi mắt khi cảnh cái nó bày đặt nó biên đề nữa. Thôi tôi sợ quá mén ơi, này nhờ mén vô nói với tía má tôi rằng tôi về trước, tôi xin gửi lời từ giả chị xui. Trời ơi, ba chợ tinh tinh đâu, ba chợ tôi tinh tinh. Được ơi, được ơi, con ơi, được ơi. Dạ dạ con à. Trời ơi, mày ở đâu được ơi, sao giống như ở trên trời giọng xuống này. Được ơi, mày ở đâu con ơi? Nhìn ơi con à. Đâu mày ở đâu đâu? Trên này nè. Sao? Trời ơi. Mày leo xuống ngọn cây chi trảnh mày? Dạ con tính làm trời thiên. Trời ơi là trời, đực ơi là đực, mày đi xuống liền giùm tao. Mày xuống mau đặng đi về. Còn cái gì đâu thiệt. Leo xuống mày, leo mày. Xuống mày. Dạ. Dạ xin lỗi chị. Thưa đi. Thưa vậy. Thưa chị Lý rồi về con. Dạ. Dạ. Thưa chị Lý tôi về. Trời ơi. Sao đây thưa chị Lý? Con phải thưa là thưa má. Thưa má à? Dạ. Thưa má con về. Giỏi à ha. Vài bữa qua nhà ăn cơm với má nghe. Anh chị của con ơi, lúc này làm ăn có khá không con? Dạ. Con nhớ coi gì. Dạ, không được mập. Một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Trời ơi, ông làm ơn đưa nó về liền, tôi ba vui ơi, để ngồi tôi sợ quá ba vui. Nỗi cái phần đàn ông lắm chuyện lòng bông, bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Ông có biết cô đào quay mang cái bụng bầu, dạ mà còn bầu. Đừng kêu tôi bởi vì hiếm hoi muộn màng, tại vì bà đến hôm nay mang bầu cái bụng chan bàn. Ông đừng nói chi hay trông nom quét dọn đứa nồi nấu cơm. Phần đàn ông lắm chuyện lòng bông, bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Khổ nỗi cái phần đàn ông chuyện lâm bông, bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Ông có biết cô đào phải mang cái bụng bầu, dạ mà còn bầu. Đừng trêu tôi bởi vì hiếm hoi muộn màng, cũng tại vì bà đến hôm nay mang bầu cái bụng chan bàn. Ông đừng nói chi hay trông nom quét dọn rồi nấu cơm. Trời đất ơi, khổ nỗi cái phần đàn ông lắm chuyện lòng bông, bếp núc sớm hôm phụ cho cái bà nhà tôi. Bà làm gì lục đục sao bếp hoài bà? Tôi đang pha trà cho ông uống đó mà. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi ra đây. Tôi tập cho bà vài thế võ bình định để bà giữ thân giữ mình. Chứ để thân gái dặm trường ra đường con mình nguy hiểm lắm biết chưa? Vậy ha. Sao? Võ bình định sao đâu? Đâu ông dạy cho tôi coi.
đứa nào vào vô ăn trộm gà, tôi đá cho dài, đá cho nó hộp máu nó ra. Đá tới không? Sao kỳ dễ vậy à? Vậy mà đòi đá người ta. Nè, bà coi tôi nè. Rồi. Trước hết, bà phải học thuộc lòng câu này. Sao? Chấp bái Quan Âm. Chấp bái Quan Âm. Bái tầm lòng thế. Bái tầm lòng thế. Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi. Hoành khai hổ khẩu phục địa lôi. Nhớ rồi phải không? Giờ bắt đầu nha. Trước hết á, chắp hai tay là trước ngực. Rồi. Nói. Chắp bái Quan Âm. Chắp bái Quan Âm. Tiếp theo, đưa mạnh hai cánh tay qua bên trái. Nói. Bái tầm lòng thế. Bái tầm lòng thế. Được. Nè nè nè. Sạc. Tiếp tục. Sạc hai cái chân ra. Sạc hai cái chân ra. Bà sạc ta coi. Sạc đây nè. Bà sạc. Sạc đây nè. À quên, tại chân ngắn quá. Sạc ông này. Không thấy. Ông này kỳ quá hả? À. Tập đi mà, kỳ quá ông ơi. Thì vừa tập vừa giỡn lên cho nó vui chứ. Rồi, sạc chưa? Sạc đi. Rồi đứng tấn xuống coi. Tấn sao? Tấn vừa vừa thôi, tấn quá lúng đất là bà. Tấn sao? Đó, vậy là tấn rồi. Thôi, tấn. Đừng có dặm. Tôi bị tấn rồi, đừng có dặm. Rồi. Hoành khai hổ khẩu. Hoành khai hổ khẩu. Ẹo qua, ẹo lại. Xong rồi. Ẹo, ẹo, ẹo được. Ẹo nè. Chát. Tập võ mà ẹo, ẹo, ẹo. Đứng im nè. Bực mình. Bây giờ tiếp tục. Rồi. Đá mạnh một cái lên nè. Đá mạnh lên nè. Mạnh lên cái. Phục địa lôi. Bạch. Phục địa lôi. Ui da. Trời ơi, sao đá tôi cái dữ vậy bà? Ông thấy tôi thông minh không? Thông minh, điều còn hơi ngu. Ủa, thông minh mà ngu hả? Ừ, khi đá lên rồi á, bà phải rút cái chân bà về cho lẹ. Rút cái chân về cho lẹ hả? Ờ, cứ bà đưa cái giò lên vậy hoài á, nó chụp lên nó bẻ lọi giò luôn, hết đi luôn rồi đó. Thôi ông ưa trù tôi quá à. Vậy thì sao, ai biết đâu. Ông chỉ đi, phải chỉ cho thiệt là kỹ chứ. Bởi vì ông là thầy võ chuyên môn thì ông phải chỉ cho tường tận. Chứ còn ông nói sơ sơ tôi không biết ở vô tế. Nè, nếu như bà muốn thoi á thì từ dưới móc lên một cái mạnh. Chứ hai tay bà mà đập lung tung nha, bộ tính cảnh quốc hay sao? Còn nếu bị nắm bất ngờ thì tôi phải làm sao đi chứ? Thì bà lủi đầu vô ngực nó cho một cái đùng vậy nè, tức thì là nó té văng ra. Còn như nó ôm ngang ông, nó ôm chặt cứng hết phương phục tựa. Trời ơi, dễ ợt à. Bà thò tay ra, bà bốn cái sao cái nó đựng cắn à, cho bà coi à. Trời ơi, không biết gì hết rồi. Nó độc thiệt à. Sao không độc? Cái vô à, vô đó. Rồi. Nó dễ quá. Ủa ai vậy? Cái ghê quá ơi. Ở đâu mà xen vô ông? Ờ, miếng vỏ độc thiệt nghe. Trời ơi. Ba. À, tôi nè. Anh dạy cho tôi miếng vỏ gì mà tôi ân quá anh Tư. Vỏ gia truyền. Mời anh ba vào uống nước. Ba. Hả? Vô chăm bình trà đi, đứng bây giờ mà không hoài vậy. Trời ơi, ông sẽ tiết kiệm quá. Trời ơi. Dễ thương, dễ thương ghê. Đi giống như trái banh lăng ông nội ơi. Anh Tư ơi. Dạ. Tôi qua đây có chút việc muốn nói với anh Tư nha. Tôi tính đi nói vợ cho thằng Út tôi đó. Thằng Đực đó hả anh ba? Nó đó, nó. Được quá chứ. Năm nay nó cũng lớn rồi. Anh lo vợ con cho nó là phải rồi. À, nhưng mà kẹt quá anh Tư ơi. Kẹt gì? Sao mà con tôi nó khờ quá anh Tư. Khờ lắm hả? Nó khờ hết rồi. Nó biết ăn cơm không? Biết chứ. Ăn một lèo 8-9 tô luôn. Trời ơi. Chị đâu có khờ. Này, ăn thì nó khôn lắm. Còn những chuyện khác là nó lù đù như ngóng đực chứ. Vậy ha. Ừ. Rồi giờ anh tính sao? Tôi tính nhờ anh Tư chịu khó làm ai. Nhưng mà làm ai con cái của nhà nào? Anh biết bà Năm Lý bán cao đơn quần toán. À, bà Năm Lý ở trên xóm cây đa phải không? Bà đâu có lạ với tôi đâu anh. Vậy hả? Chỉ nhờ anh Tư giúp cháu nó một phen. Chỗ láng giềng quen biết với nhau. Lời nói của anh tôi uy tín quở giờ. Anh nói một câu
Đúng không? Ừ, được. Anh để đó đi, tôi lo cho. Nhưng mà kẹt quá anh bơi. Ủa, kẹt là sao? Người ta thường nói á, ở đời á, có bốn cái ngu. Là mai, lãnh nợ, gác thu, cầm chầu. Trong bốn cái ngu á, tôi lãnh cái ngu thứ nhất ra anh. Thôi mà anh Tư, giúp cho con cháu, rủi con ngu chút định đâu có sao đâu anh Tư. Ngu mà không sao. Trời, nói nghe dễ thương quá. Giúp giùm. Thôi được rồi. Được hả? Để tôi ráng giúp cho nghe. Bây giờ anh cho tôi biết vài chi tiết quan trọng về thằng Đức của anh. Để tôi liệu mà tôi nói chuyện với người ta. Thằng Đức á. Tối nó ngủ ở đâu? Trời ơi, ngủ ngon lành nha. Ở đâu? Ngủ ngoài chuồng bò. Sao trong nhà không ngủ, ngủ đâu rồi đó? Tại nó ý thích nó mà. Nó nói ở ngoài chuồng bò mát. Vậy ha. Dạ. Tới bữa ăn á. Nó có ăn chung mâm với anh không? Không có đâu. Nó xúc tô rồi bưng vô kẹt bồ lúa ngồi ăn mình trọng á. Sao ngộ ha. Dạ. Rồi, nó có nói là nó muốn vợ không? Dạ không. Nó không muốn vợ, anh cưới cho nó làm chi? Chứ hồi tôi còn nhỏ nó, tôi có muốn cưới vợ đâu. Tía tôi cũng đè đầu bắt cưới nó. Trời ơi. Sao có sao đâu. Anh khác, nó khác. Anh á, tuy cái miệng nói là không có muốn vợ. Chứ anh là quỷ sống. Thì cái này là nó thiệt tình luôn, anh quỷ sống luôn á. Còn thằng Đức á, nó cù lần quá à. Anh bắt nó cưới vợ làm chi? Tại vợ tôi muốn có đứa cháu nội ẩm bầm. Bả nhất định qua Tết năm nay sẽ cưới vợ cho thằng Đức. Tôi cản nó, bả đòi tự giận á. Trời ơi, vậy để tôi ráng tôi giúp giùm cho ha. Giúp giùm. Để chỉ chết á, sớm này mất đi một tay tứ sắc. Sáng mai tôi qua nhà bà Năm Lý. Còn phần thằng Đức á. Anh biểu nó đó, mỗi bữa cứ qua nhà tôi á, tôi dạy nó vài giờ. Nó học ít hôm á thì nó hết khờ. Anh nói với nó là ráng chịu khó, có ngu cách mấy á cũng phải ráng nhớ. Nhờ anh giúp cháu nó một phen. Xin chỗ bạn bè tôi rất là sẵn lòng. Chứ con của tôi sao nó ngốc quá trời. Nó không có giống tôi mà nó giống cái thứ gì. Trời ơi. Mặt ngáo ngáo, lương cũng ngáo ngáo. Trời. Lớn được một trống, mặt cũng một trống. Thấy mà muôn khoát ghê, tôi nhờ anh giúp giùm. Thôi, được rồi, thôi gì vậy? Dạ. Nói mà chỉ trong mặt tôi không à? Dạ, không phải, xin lỗi anh. Dạ, bị cái trớn tay tôi ngay cái mặt anh. Thôi tôi về anh á. Hôm qua con thấy bác trai ngồi uống trà với bác ba vui. Không biết hai ông bàn chuyện gì đó cơ bộ quan trọng lắm á. Quan trọng lắm phải không? Biết sao không? Sao? Anh ba ảnh giờ ông nhà tôi đi làm mai á. Bác trai làm mai cho ai vậy bác Tư? Thì có ai khác hơn là con trai của anh ba. Năm nay chưa tới 20, ai cũng biết nó có tên là thằng Út Khờ. Thằng Khờ á? Nhưng bác trai đi làm mai con của ai vậy? Ở xóm dưới mình hay là ở dưới chợ? Nè, đi lại đây nè. Con gái của bà Năm Lý ở Hàm Giang. Con nhỏ nó có duyên và khôn ngoan lạ lùng đó chứ. Vậy là cháu biết rồi hả? Biết sao? Đó là chị Úc Men. Đó là Úc Men. Cháu gặp chị mấy lần rồi. Sao? Trên chiến đò để ra Long Vĩnh đó. Long Vĩnh hả? Nhưng chị cũng khôn ngoan và có duyên đẹp gái. Đẹp lắm, đẹp lắm. Cháu không có biết chị chỉ có ơn hôn à. Lấy anh nốt khờ á. Tưởng hay không? Mày nói cái thằng Đức có tưởng không? Nó khùng hẳn hồi chứ tưởng gì mày? Anh Đức ảnh khùng hả? Sao bác ba còn nhờ bác trai đi làm mai mối cưới vợ cho ảnh nữa? Tao đâu có biết. Có cái thằng con á, khởi vậy ha. Tuổi thì mới có 17, 18 tuổi. Vậy mà tối là đánh đáo. Vợ như mấy đám con nít trong xóm á. Vậy mà mày đặt cưới vợ mới là lạ chứ trời ơi.
Nhưng con thấy nhiều khi á, anh Đực ảnh cũng khôn lắm chứ Bác Tư. Khôn hả? Thằng đó có nước nó khôn. Thôi mày ơi, bỏ cái vụ thằng Đực đi. Nói một lát cái tao nói bậy bây giờ. Mày có bị nó chọc kẹo bao giờ chưa vậy Mười? Dạ, dạ không. Mỗi lần anh gặp con ảnh nói chuyện đàng hoàng lắm. Ờ, đó là nhờ mày đàng hoàng đó. Còn mấy con nhỏ nó thấy nó tửng tửng, nó ghẹo phá nó đó. Nó ôm la la hoài. Hả ghẹo đó là nó ôm, hả ghẹo là nó ôm. Ê, hình như ai tắm dưới sông đằng kia giống anh Út khờ quá Bác Tư ơi. Đâu, ờ thì nói chứ ai. Đi con, đi, tao với mày lời con nó tắm chơi. Đi, con nó tắm. Anh Đức. À, có Mười, Bác Tư, mạnh giỏi ha. Mạnh, cảm ơn mày nha. Đó, anh đã có khùng đó Bác Tư. À, cô Mười ơi. Ờ. Bác Tư ơi. Ờ. Hai người xuống tắm cho vui đi. Đó, khen nữa thôi, khen nữa không con. Bác Tư ơi, xuống đây mình làm bò chém lộn chơi. Trời đất ơi. Bữa nào á, tôi cũng ra đây nè, tôi tắm. Thấy nó mát ghê. Ờ, mát mấy con ha. Cô Mười ơi, xuống tắm cho vui Mười. À, nói thiệt là lạc tay hả mày? Con gái ai tắm với con trai vậy mày? Ủa, hả? Con gái hả? Nhưng mà không sao, gái trai gì cũng vậy mà thôi. Trời đây ơi. Là Bác Tư này xuống tắm với tôi thôi. Ê, cái thứ đồ quỷ sắc hả? Cơ cái xác mà lớn chồng chồng à. Mà tắm á thì như là con nít vậy đó. Nói chuyện giống cái thằng khùng mày. Thằng khùng hả? Nói vậy mà khùng. Tắm mát mà bác măng bác là còn hơn bác ham cày mà bác ở vườn. Trời đất ơi. Lên bờ kéo hai bác đợi cơm đó. Trời đã quá trưa rồi. Lên hả? Lên làm sao được mà lên. Sao mà mày lên không được vậy? Sao cười? Quần áo con để dưới gốc cây trên bờ á, làm sao lên? Trời đất quý thần ơi, như vậy mày. Bác Tư ơi, Bác Tư với cô Mười dây mặt chỗ khác đi, rồi con mới lên bờ được chứ. Rồi, tao dây mặt chỗ khác rồi đây nè, mày lên đi cờ ơi, rồi. Dây đi. Dây nè. Khoan, còn cô Mười nữa. Dây luôn đi Mười ơi, trời ơi. Có chỗ khác rồi nè. Ngồi đi. Ủa ngồi sao, cặp mắt cô còn hí hí vậy? Giật anh nè. Giật hả? Ừ. Đừng có quay lại nghe. Xong chưa? Khoan, còn. 5, 15, 20, 25, 30 tắt. Rồi, xong rồi. Ơi, rồi, quay đi, quay lại, thấy không? Đó. Ghê, rồi, đàng hoàng rồi, thấy không? Đực ơi, Đực. Ui. Gần cưới vợ rồi mà sao mày còn có nít quá vậy mày Đực? Ủa, con cưới vợ hả? Ai nói? Tía mày nói chứ ai nói? Thôi, con không dám cưới vợ đâu. Ủa, sao vậy? Cưới về nó đánh con á. Cưới vợ về nó thương mày chứ. Thương chứ hả? Sao lại đánh mày được? Thương ông thương. Con thấy vợ ông Hai Thợ Mộc ở xóm con á. Ba gượt ông đánh ông chạy hoài hả? Mày không có biết. Đó là vợ chồng ông đùa giỡn với nhau đó, vui lắm. Đùa giỡn hả? Ừ. Đùa giỡn sao thấy lỗ mũi ông chảy máu hoài vậy? Đó là tại... Mà thôi mày ơi, dẹp mày đi mày. Nói chuyện với mày một lát tao phát cùng. Cho nói chuyện với bà bọn tôi không cùng hay sao? Có ta bao lớn mà bảo vợ con nói gì? Thì tiếc mày tin cậy người mai mối để cho mày có đôi bạn với người ta mà mới lạc quạng mà. Tiếc của tôi ổng muốn cưới ai? Ổng cứ cưới cho ổng, còn tôi ổng có thèm cưới ai hết á. Ờ, cái đồ điên. Điên hả? Ờ, mày điên quá đi mẹ. Không biết ai điên à? Ai điên? Bác điên. Ôi, cô này điên. Mày điên. Hai người điên. Hai người điên. Tôi tỉnh chưa hả? Đấy thôi không? Cái bạn tôi về mà nó chưa điên á. Thôi vậy bác ơi. Men dạ, dạ. Dạ cái gì? Tao hỏi nè mày nè. Mày thấy chỗ đó có được không? Trả lời cho tao biết đi, mày làm gì mày đứng như trời trồng vậy? Dạ. Vậy sao? Dạ. Dạ sao? Dạ con thấy má anh Thành dữ quá luôn. Dữ sao không dữ mày? Trời đất ơi, cho tiền góp mà không giữ hả? Có ngày nó giật hết rồi coi như là sạc nghiệp hả mày? Nhưng mà má ơi, con nghe nói mấy người làm nghề cho vay bạc góp ác lắm á. Thôi cũng mày nữa. Hết giữ rồi tới ác.
Mày không nhớ sách vở ông bà người ta để lại, người ta có nói cái câu như thế này nè. Sao má? Di phú bất nhân mà dạ. Di nhân bất phú sao con? Dạ. Con dạ mà con có hiểu không? Dạ không. Trời ơi, cái dạ nãy giờ tôi tưởng nó hiểu mà hỏi lại nó không hiểu. Đây nè, mày nghe tao dịch lại cho này, tao dẫn giải cho mày biết nè. Dạ. Có nghĩa là người có nhân đức á, thì đâu có ai mà làm giàu. Mà hãy làm giàu à, thì làm sao? Mà có đức có nhân cho được, tao sợ gã mày đến nơi mạt thiệt à. Có ngày vợ chồng mày sách bị đi xin, nhưng còn thiếu gì nơi nhân đức hiền lương. Còn con thì tuổi mới 22, có phải là ế ẩm gì đâu. Trời, không lẽ đồ mày đợi ế ẩm, mày mới bằng lòng xuất giá hay sao? Nè, tao nói thì mày phải nghe tao mà. Mày có nơi rồi tao mới hết lo. Nhưng mà má phải chọn chỗ nào cho hợp lý con, chứ má chọn chỉ cái chỗ ác ôn, chuyên làm cái nghề cắt cổ người ta. Trời sao? Rồi mày không chịu chỗ đó phải không? Thấy không? Dạ. Thấy không? Đúng vậy phải không? Mày khỏi ngập ngừng, tao nhìn cử chỉ tao hiểu rồi. Vậy thì bây giờ để coi. À còn chỗ này nữa. Chỗ nào má? Con trai bà Hai Chảnh mày chịu không? Ê, trời ơi, thôi đi. Má nói anh lít đó hả? Chứ còn ai nữa, cho còn ai vô nữa. Thôi đi má ơi, trời ơi. Ông nó uống rượu như hủ chìm luôn mà má biểu con ưng. Ai nói mày hủ chìm á? Lâu lâu nó vui chơi với bạn bè một bữa chứ có hủ chìm hủ nổi gì đâu mà mày nói. Trời ơi, như vậy là má không biết rồi. Cho nên má còn binh vực cho ảnh nữa. Con nè, con gặp rồi. Hồi bữa đó con đi chợ, con đi ngang qua quán nhậu á. Ha, cái con thấy ảnh cắn giọng ngược cái chai bia trên miệng. Bia chảy hở xuống ọc. Cái đó cái ông ực cái một hết trơn nguyên chai rượu luôn á. Ực một cái một hết trơn chai rượu. Dạ. Dạ, cái thằng tài ghê ha. Dạ, tài lắm á má ơi, tài dữ luôn á. Chừng cái con đi chợ về ha, cái con thấy bà con ta lội xuống ao cái giường ta vớt người lên. Vậy hả? Dạ. Má biết ai không? Sao không biết mày? Ai? Chắc thằng nào nó tự giận hay là nó chết đúng một chân vậy? Không phải đâu, là anh Lít á. Cái gì? Anh Lít của má à. Thằng Lít đó hả? Dạ. Thằng Lít vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, cái thằng gì muốn rượu kỳ cục vậy? Hết chỗ té rồi sao té xuống ao cá dồ rồi trời. Thôi được rồi. Bây giờ hai chỗ đó mày chơi hết phải không? Hai chỗ đó mày chơi á. Có rồi. Cái chắc cái chỗ này là mày chịu liền á nha. Ủa, chỗ nào nữa? Thằng con bà Hai bán cá được không? Trời ơi, má nói anh chém hả? Đó đà, nó đó. Má ơi má. Về con. Người như vậy mà má tính gả con cho hả má? Trời đất ơi, cái thằng đó không có chỗ nào để mà chê đâu. Má ơi, má nghe con nói á. Nói tao nghe. Ảnh ăn cơm một lần 6-7 tô, rồi ảnh còn ăn 3-4 chiếc chè. Răng miệng sơ sơ hết 4-5 trái dưới, rồi còn ăn thêm một cái bánh chưng với một chiếc rau câu. Con này thằng nào sao mà nó cũng chê à? Mà nó chê ai là nó chê đã mà người ta. Thôi được rồi, đây nè mày xem mấy cái tấm ảnh này nè. Coi mày còn chê nữa hay không? Đây, bột cái sắp hình nè, đầy đủ hết đây nè. Đây, dạ. Nè, thằng Bánh, con trai anh ba tài xế đó mày chịu không? Trời! Gì vậy? Trời ơi, người gì như cái tấm xí răng vậy trời? Mày không thấy ốm, mày thích mệt phải không? Có liền, đây nè. Trời! Ngược! Trời ơi, người gì như có xe vậy? Trời đất ơi, cái con này, ốm mày cũng chê mà mập mày cũng chê nữa hả? Mày, rồi được rồi, tới luôn nè, đây nè, còn nữa, đây nè, thằng này được không? Trời ơi! Hô hấp à? Còn thằng này? Móm xộm. Rồi. Trời ơi, chắc tao chết với mày quá mén ơi mén. Ai mày cũng chê á, mày chê riết chắc chỉ có nước Thiên Lôi nó cưới mày á. Má! Được cái đất. Trời. Đất. Trời ơi. Mới vừa thấy nó ở nhà sao, xây qua xây lại mất tiêu đâu rồi. Chắc nó đi tắm ở ngoài sông, ham ngục lặng anh chết trôi có ngày á con ơi. Đợt. Cái gì kêu réo mơ ước sùm vậy bà? Kêu thằng Đợt nhờ nó chút chuyện đi đâu mất tiêu rồi. Chuyện ông tôi cò anh trả lời với ông chưa? Hả? Trả lời rồi. Mà ông nói sao? Anh nói anh có vợ ý chị Lý rồi. Ừ. Chị
nói bữa nào rảnh tôi với bà đưa thằng Đực qua, chỉ cho làm đám nói luôn á. Trời ơi, thấy chị Lý dễ dãi tôi cũng mừng. Ngặt có cái tôi rầu thằng Đực nhà mình quá, nó ba trận quá ông ơi. Không sao đâu, coi vậy chứ cứ vợ cho nó rồi nó sẽ hết ba trận à. Bà hết nhớ không? Tôi rồi đó không? Gì? Hồi tôi chưa cưới bà đó, tôi còn khờ hơn thằng Đức bây giờ. Vậy mà ngày một lớn khôn, cũng có vợ, có rể con đầy nhà. Ông khác còn nó thì lại khác à. Ông sành đời, ông lanh lợi lia lia. Còn thằng Đức này sao nó bơ bơ quá à. Con đầu con khẩn thì tôi bắt đầu vậy đó à. Bà tin tôi đi. Vậy đó mà tôi biết sau khi có vợ nó sẽ ngon lành. Biết mà. Bà coi có thằng Đực ở sau nhà không? Bà kêu nó lên đây giùm tôi chút coi. Đực ơi Đực, lên tía mày biểu này Đực ơi Đực. Rồi đi mất nữa. Mất rồi hả? Ừ. Vậy kêu con Đẹt ra tôi biểu coi. Đẹt à Đẹt. Đẹt. Dạ. Nè, mày thấy thằng Đực ở đâu không Đẹt? Hồi sáng nay con đi chợ á, con thấy cậu Út á đang tắm ở dưới sông á với mấy đứa nhỏ trong xóm á. Bỗng về ngang cầu á nha, con thấy cậu nằm phơi bụng dưới cầu nè. Bà con đi ngang đi lại á, ai nấy cũng tức cười hết á. Trời đất ơi trời. Trời đất ơi quá rồi. Em mày đi kêu nó về đây cho tao coi, tao đập cái thằng này một trận mới được mà. Dạ dạ, để con đi liền. Ngó lên cao chót vót, trên cái ngọn ngày vân, có con là con khỉ đồng, nó ăn là ăn cái bần, bần rồi lại cái bần, bần rồi lại cái bần. Cậu Út ơi! Ai kêu? Dạ em, ông bà kêu cậu về. Tao không về, tao mất tắm. Ông bà nói á, cậu mà không về á nha, là ông bà xách xô lại đánh cậu bây giờ đó. Trời đất ơi, kêu cái gì mà kêu giật một giật hai, người ta đang tâm mà kêu ôm sòm. Ông biểu em ra kêu cậu về ngay, bằng không lát nữa bà xách roi ra liền. Được rồi, về thì về. Trời đất, sao cậu không mặc quần áo vô vậy? À, quên. Dạ, thưa tía con mới về. Dạ, thưa má con mới về. Bà thấy không, ngon không? Nó đi chơi về, nó biết thưa tía má đàng hoàng. Vậy bà nói nó khờ. Thì con không giỏi quá mà. Dạ thưa, tía má lúc này làm ăn khá không? Tía để, trời, mày là con trong nhà mà mày làm như người lạ mà hỏi tao làm ăn khá không hả? Thì đó, khen nó nữa đây. Trời ơi. Nè Đức nè. Dạ có con đây. Thấy phô ai kỳ cục không? Vậy tiến bộ á bà. Hồi nãy nó hỏi tôi với bà làm ăn khá không, là nó nghe người ta nói chuyện cái nó bắt chước. Còn tôi kêu nó cái nó nói dạ có con đây, là nó bắt chước theo hát bội đó. Biết bắt chước là khá lắm rồi. Khá dữ à. Nè Đức, lo hớt tóc tắm rửa sạch sẽ, đặng sáng mai tao với tía mày dắt mày đi coi mắt con mén. Mày hiểu ủa? Không? Cô mén sao phải coi mắt vậy má? Trời. Bộ cổ bị dặm hả tía? Trời ơi, thằng mày hết nói nổi, sao mày ngu dữ vậy? Đi coi mắt là đi coi vợ, đi cưới con mén cho mày đó. Hả? Cưới cô mén cho con chi vậy má? Trời, thằng này hỏi lãng, cưới về làm vợ chứ chi? Trời ơi trời. Làm vợ con chi vậy má? Trời ơi, tôi chua ngu chua ngụt như vậy, cưới vợ cái gì? Đực ơi, tao với má mày nuôi mày tốn gạo tốn cơm mà mày không có chịu khôn. Dạ con là sao mà dạy là cái gì tía? Đực ơi, khôn với là biết ăn biết nói đó con. Thì con cũng biết ăn, với lại con đâu có cầm đâu. Ôi ăn nói như mày là ăn nói giống với đồ điên. Tía bảo con điên sao còn cưới vợ cho con à? Chứ chồng ngọc cái đầu còn sát như sát ông voi vậy. Tao với tía mày phải lo cho
nói vậy là cưới vợ để lo làm ăn hả Tiếu má? À, ngộ quá ha. Vậy là hồi đó tới giờ con đâu có biết đâu. Nhưng qua bên đó không có quen biết, con sợ quá Tiếu má ơi. Có tao với má mày đi với mày, mày sợ như mày. Rủi ro bà và vợ con hỏi này hỏi nọ con biết đường nào con trả lời tía. Ông ơi, tôi thấy cái ngữ vậy là không được rồi. Thằng này nó nói bê bối quá. Qua tới bển nói chuyện đâm ban rồi tôi với ông mất mặt hết. Thôi được rồi, bây giờ phải cầu cứu với anh Tư Khò mới được. Bà lấy tôi chai rượu đi. Chị... rồi ra vườn hái 10 cam bỏ vô vỏ đàng hoàng nha. Rồi tôi cho thằng Đực nó qua bên nhà anh Tư, nhờ anh chỉ vẽ cách ăn nói cho lịch sự chỗ đàng hoàng. Vậy được không Đực? Được là sao tía? Ngu nữa. Nghe tao dặn nè, lát nữa má mày đem vỏ quà ra đây á, mày xách qua nhà bác Tư, nó tiếp biểu bác Tư 10 cam với chai rượu. Ủa sao cam không để ăn còn rượu không để nhâm nhi tía? Mày ngu quá. Đây là tao biểu bác Tư để nhờ bác dạy cho mày nói chuyện. Thì con đang nói chuyện với tía đây chứ con đâu có há khẩu đâu. Nói chuyện là nói chuyện đàng hoàng với ông bà nhà tương lai. Mày đã có bác Tư giải rồi thì nói chuyện không có thua ai. Đấy nè Được, vỏ đồ đấy, mày cầm lấy mày đi cho lẹ lẹ. Trời ơi nặng quá. Thưa tía, thưa má con đi. Con đi nghe tía. Thấy không, thằng này bây giờ nó tiến bộ quá, thấy không bà? Được á. Chào cô hai. Trời ơi, hết hồn hết trơn à. Cô hai. Chào anh Đực. Ủa, sao cô biết tôi tên Đực? Sao không biết? Tên của anh một đứa nhỏ 5 tuổi trong xóm cũng biết rằng. Vậy hả? Cô thấy không, ba má tôi đặt cho tôi cái tên thật là lịch sự vậy đó. Thật dễ thương luôn, cho nên ai nấy cũng biết hết trơn hết trời. Đúng rồi, dễ thương lắm, lịch sự lắm. Đúng. Thấy là biết được liền à. Đúng chứ bộ. Ê, mà con nói thiệt hay nói xỏ tôi vậy? Tôi nói thật á. Nói thật thì được nha, còn nói xỏ tôi cho con một đá đó nghe. Trời. Trời ơi. Vậy ăn nói gì kỳ cục vậy? Người đâu mà hung dữ chứ vậy? Tánh tôi kỳ cục lắm á. Thương ai á thì tôi muốn chạy cắn cho một cái. Trời, thương ai là muốn cắn cái. Còn tánh tôi cũng kỳ lắm, mà cắn là tôi đánh chân cái, tôi giọng như cho phù mỏ vậy đó. Nói thiệt nha, còn á ghét ai á tôi muốn đá cho một cái học máu cho rồi. Tánh của tôi vậy đó, thương ghét rõ ràng. Thương thì ra thương, còn ghét ai tôi ghét tới nơi. Tấm tâm kỳ cục nhưng làm cái điều thành thật. Tôi thành thật lắm cô hai, và cũng không giống ai. Không giống ai? Không giống. Vậy là tánh độc quyền. Có mình anh có chứ không ai có đó. Tại vì anh sống mình suốt đời à. Tôi đi rồi nha. Khoan, tôi đứng lại cho tôi nhìn con chút coi. Trời ơi, kỳ quá anh làm gì mà anh nhìn tôi kỹ vậy? Tôi có cái óc quan sát, thấy cô hay cười, vậy là người cô vui tính lắm phải không? Phải. Để coi coi, mặt mũi tươi tắn quá à. Chứ sao? Sạch sẽ nữa. Sạch chứ sao? Coi đây, để tôi coi cái này coi. Vậy á? Cặp mắt không có ghẹn. Trời ơi. Vậy là sáng sớm cô rửa mặt đàng hoàng đó. Ôi trời. Đúng không? Đúng luôn. Còn mái tóc nữa nè. Mái tóc mượt quá hả? Chứ sao? Mùi thơm quá hả? Thơm quá hả? Chắc cô có sức dầu bông bưởi hả bông lại đúng không? Đúng luôn. Ăn mặc ra sáng sủa sạch sẽ nữa nè. Trời ơi, chứng tỏ là cô muốn chồng dữ lắm á. Đúng không? Ê, vừa phải thôi nha. Đừng có nói bậy nói bạ nha. Bậy gì, ai nói cô muốn chồng là bậy bạ đâu. Tôi nói. Nói vậy là cô không muốn chồng hả? Không. Thiệt không? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt thề đi. Thề. Ý trời, mắc mớ gì bắt tôi thề lãng nhắc với anh vậy? Vậy là cô muốn chồng rồi. Tôi muốn chồng đó rồi có sao không? Đâu có sao đâu. Lớn rồi muốn chồng là lẽ tự nhiên mà. Bởi vì sách vở ông bà mình để lại nói rằng. Nói gì? Gái mà lớn lên biết muốn chồng là việc bình thường. Còn tôi là con trai, bộ tôi không biết muốn vợ hay sao? Tôi đi anh nói một lát, tôi tưởng anh ở trên trời rớt xuống à. Trời ơi, tôi ở trên trời bộ, cô nói tôi là thiên lôi hả? Nói thiệt nha, cô
tôi mà là thiên lôi á, tôi đánh cho cô một búa đó. Gì? Đánh tôi một búa hả? À. Ăn nói gì đâu mà dư duyên. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Không thèm thôi. Ê, 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 ít bữa nữa tao qua cưới mày nghe. Mày ưng tao không mang? Không dám ưng đâu, qua tôi đụng phù mỏ luôn á. Một người sắp qua cầu, một người sắp qua cầu, còn chờ đợi chi? Xíu, xíu ơi, xíu, xíu ơi, mày nghe tao kêu không xíu ơi? Không lẽ tiếc. Mà sao người ta qua cầu mà mày làm gì mày la ôm sòm vậy? Thì à? Ba ơi. Dạ. Đâu có phải người ta qua cầu mà con la, đâu có phải mà con mắc phong la đâu, mà con đang tự an ủi, đang khóc cho một cuộc tình đơn phương, cuộc tình của con. Thôi khóc chi anh, khóc chi anh. Nên người ơi đi về. Đi ba, tao kêu mày bằng ba rồi. Đi. Ai ba đó, đừng đi. Có nói vậy con, tội nghiệp con. Để con thưa đàng hoàng con về. Thưa ba, thưa má con về. Thưa chị xui con về. Đây, ông giật bà hại mày. Đây, đây mày. Trời ơi. Ê, tí, xuống. Lại đây tôi nói chuyện này cho mấy chị nghe nè. Chuyện gì vậy? Sao chuyện gì vậy chị Dân? Chuyện chị Mén. Chị Mén? Chị Mén con bà Năm lên năm ở Lao Bang á hả? Ừ. À, chị đó làm sao? Nói kìa, chị đó làm sao? Chị sắp lấy chồng. Cái gì? Sắp lấy chồng hả? Trời ba ơi, chị Mén nghe. Thôi đi, đứa nào cũng có gia đình, chỉ có ba đứa tụi mình là không ai cưới. Quê ơi là quê, đúng là có vô duyên. Chị này sao nha, có tánh hay thở than. Ở vậy không chịu á, lấy chồng chi cho nó cực nha. Tôi nhất định không lấy chồng, ở vậy cho tới già đó. Thiệt không đó, thiệt thì thề đi. Ba đứa cùng ngoéo tay. Rồi ngoéo tay thì ngoéo tay. Tôi đề nghị nha, chuyện này với hai chị nè. Là cái này còn tụi mình á, không có lấy chồng á. Chịu không? Chị nói sao? Nói lại cho rõ ràng coi. Đây nè, thấy cái cây trước mặt mình đó không? Khi nào mà nó chết khô á, hay là nó bị giông bão tóc gốc á, thì chừng đó tụi mình mới đi lấy chồng. Còn nếu mà nó sống hoài á, thì tụi mình cứ ở vậy hoài. Rồi, cây này còn sống hoài á, thì tụi mình ngồi ở vậy hoài. Khóe tay lần nữa. Ủa mà nãy giờ quên hỏi chị Dần nữa nè, chồng chị Mén lần nào vậy? Mấy chị không biết à, anh Đực á. Trời ơi, anh Út Khờ à. Chứ ai nữa? Trời ơi, anh Út Khờ, anh Khờ thiệt. Mà sao chị Mén chưa ưng? Ai biết, chị đi kiếm chị Mén chị hỏi. Vậy là ba đứa mình ở giá là cũng vừa rồi. Chị Mén nè, chứ dù đẹp nè, lại con nhà khá giả nữa, vậy mà chị lấy cái anh chồng ngáo ngáo bơ bơ. Còn ba đứa mình nè. Sao? Chị thấy không, chân cẳng đen thủi đen thui à. Đầu tóc thì cứ rối bù à. Chắc có nước làm vợ mấy đứa mà sức tay gãi gọng quá à. Nói sao? Vậy thì ba đứa mình đợi gì á, mà không thề một câu cho thiệt là độc nè. Mấy chị thấy không, làm chứng hôm nay có cái gốc cây này nè. Đó, cây nó mà còn xanh đó nha, thì ba đứa mình còn ở vậy hoài. Lấy chồng làm gì cho nó buộc cẳng buộc chân à. Tôi á hả, tôi không có thì giờ để hầu hạ cho người dân. Tôi không rảnh để giặt quần áo hay lau dài cho thiên hạ. Tôi là phụ nữ, chứ đâu phải là người ở đâu. Đúng rồi, ở đời á phải bình đẳng. Không ai có quyền sai bảo ai, bắt nạt ai hết. Khi không á, cái có thằng cha ở đâu lão quắc nhảy vô làm xếp mình à. Thấy mấy con nhỏ ham lấy chồng mà tôi phát khiết à. Một mình rảnh rang hết điếc, lại được mặt tình đi dọc đi ngang. Có chồng rồi thì giống như một con cá đã dính vô lưỡi câu. Con chim bị nhốt trong lòng, vô phương cục cửa. Vậy thì bữa hôm nay tụi mình ba đứa thề một câu với gốc cây này. Thề không lấy chồng. Không lấy chồng.
Chuyện lấy chồng ai không ham. Bởi vì ngủ thì được ngủ chung mùng nè, đi đâu cũng có đôi có cặp. Ăn thì thức ăn có chồng nó gấp, uống thì có chồng nó rót nước đưa đến tận tay. Lạnh thì có chồng lấy mền đắp đi ngủ cho say, còn nực thì có chồng ngồi quạt sáng đi ngủ cho ngon giấc. Có điều khi mà nó nổi cơn thì nó bạc tay đổ lửa, rồi nó đi sáng đêm nó bỏ cửa bỏ nhà. Thôi, tôi thấy không có nên lấy chồng. Lấy chồng là lợi bất cập hại. Ai ham lấy chồng là người đó dại. Còn mình không lấy chồng là mình khôn, phải không? Nếu đã thề rồi thì phải nhớ nha. Thôi tôi về trước nha mấy chị. Tôi về à. Ê, nói vậy bộ không lấy chồng thiệt á hả chị Dần? Ngu sao không lấy chồng? Thôi, lỡ thề cái vụ cây này rồi, lấy chồng mắc lời thề chết á. Mắc cái khỉ khô. Tối nay nè, tôi lấy cây búa, tôi nện vô góc vài chục nhát là xong ngay. Đức à, nha, làm lễ xong rồi bây giờ đãi tiệc hai họ. Một lát con và con bén theo ba má ra chào bà nha. Dạ, con nghe lời tía dạy. Ý quên nữa, nè, nếu bà con có chúng thì cảm ơn rồi nâng ly rượu lên. Rồi cái mời thôi, thấy không? Chừng nào cha chú mời thì mới uống cạn, để ông thôi mày sai chết luôn đó nghe không? Dạ, nhưng mà tía ơi, làm sao con biết là lúc nào nhắm môi, rồi lúc nào uống cạn? À, vậy hả? À, bây giờ về nha. Dạ. Con ngó tía ha. Dạ. Thấy tía nhái một cái là con nhắm môi. Dạ. Một cái con rót cho khách. Cái tía nhái hai cái cái con uống chừng nửa ly thôi. Rồi. Chừng năm tía nhái ba cái là con chơi ly. Dạ, dạ. Cứ vậy làm em. Dạ vậy là quá dễ. Con xin nghe lời tía dạy. Chúc mừng. Trời ơi, bà này la vô lỗ tai tôi dữ vậy. Thằng Đực nha, ngẫm vậy mà nó giỏi ghê á. Cưới được con vợ thiệt là đẹp. Nghĩ lại mình cũng có tay làm mai làm mối quá. Cười đi nghe không. Ê, nói nhỏ nghe rồi bỏ nha cha. Gì? Không biết con bé nó dạy chồng nó làm sao chứ. Chứ cái điều này tôi nghi quá. Nghi làm sao? Nghi 3 lần bãi 21 ngày chắc nó bỏ chồng. Trời ơi mà... chưa. Trời sao ơi. Tôi đám cưới mà ông đánh tôi trời. Nó bậy nó bạ, không đánh không uổng. Chuyện gia đình người ta, nói tầm bậy tầm bạ, chúng đánh bà còn hơn tôi đánh. Ôi, mà ông trời cũng sắp đặt, ta nói hết trơn trội rồi. Chồng cao thì vợ thấp, vợ mập lù như bà, chồng ốm nhôm như tôi. Vợ xấu, chồng đẹp trai, vợ đẹp, chồng xấu. Thằng Đực nó nhờ con mén lành, luật âm dương mà đâu như đó hết trơn rồi. Nó giống như tụi mình. Dạ, xin im lặng. Dạ. Kính thưa bà con hai họ, vợ chồng tôi không biết lấy gì để cảm ơn quý vị đã đến chung vui với gia đình tôi nhân ngày cưới của cháu Đực và cháu Mén. Để đáp lại tấm thịnh tình đó, tôi và bà xã tôi xin giúp vui văn nghệ cho thêm phần rôm rã. Ôi vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy trông thật tươi. Ngày xuân qua cưới về màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu xinh quá là xinh, bên chú rể hiền sức lứa lại vừa đôi. Bà con hai họ chúc mừng, mong đôi vợ chồng duyên mới vô bền lâu. Bà con hai họ chúc mừng, mong đôi vợ chồng duyên mới vô bền lâu. Trời ơi! Để tôi giao ca bài coi. Khoan, để tôi. Nè, nghe tôi nói nè. Bây giờ anh xui chị xui ca xong rồi đó. Bây giờ tôi mời chị xui đi. Đồng ý không? Mời chị xui đi. Chơi luôn, bệnh gì mà cử, chơi luôn. Dạ.
Dạ, dạ kính thưa hai họ đàn trai và đàn gái. Dạ hôm nay là ngày cháu mén lên xe qua về nhà chồng để đóng góp cho cái ngày vui hôm nay. Dạ tôi là bên xuôi gái, xin hiến cho quý vị trong bàn tiệc đây một bài lý hay là trích đoạn đi. Thôi, trời ơi, trích đoạn dài lắm bà ơi. Trích đoạn để lát tôi với ông tôi làm. Thôi giờ tôi ca bài lý nha. Rồi vô luôn. Ra đi, ca đi má ơi. Nếu mà đồng ý xin một tràng pháo tay. Rồi tôi bắt đầu nha. Trời ơi, thôi giảng rồi má ơi. Gì vậy? Giảng đi. Từ từ tao ca chứ mày cứ chọt vô hoài sao tao ca được mày. Từ từ nha, bây giờ bắt đầu nha. Cùng nhau xin có xe tơ hồng cao trầu xanh thắm như tình duyên đẹp đẽ mặn mà. Trời ơi sao nghe mệt quá vậy? Thôi nhiêu đó đủ rồi. Thôi đủ rồi vậy đủ rồi. Bây giờ yêu cầu chú rể đi, chú rể tới chú rể đi, chú rể đâu rồi? Tới tới tôi hả? Con ca nghe tiếng má. Con ca để chúc mừng quý khách nha. Con ca vòng cổ. Con làm. Được không? Được, để anh đừng có cản. Anh làm. Vô đi. Từ từ. Vô nước sở một hôm lòng thanh thản. Trời ơi. Cởi long bào giả dạng thường dân. Giác cằn câu ga ngồi cạnh thạch bàn lòng dương giả mơ ban chưa thôi tao sợ quá mày làm ơn mày đừng có hát giùm tao đi được ơi. Ai ca đi xuống đi bây giờ tới ai đây ở anh ơi xíu hả xíu bên đàn kia ở đâu lù lù la đứng dắt đi lô vậy. Dạ kính thưa bà con, đàn trai đàn gái đã giúp vui xong, bây giờ đến lượt tôi đại diện cho khách đến dự giúp vui để trả lễ. Được tin em lấy chồng trời ơi, lòng buồn biết mấy. Được tin em lấy chồng chắc người từ đôi. Mày nín tiệc khốn ngu. Trời ơi mày nín giùm tao đi. Mày đi dự trời ơi mày đi dự đám cưới con người ta mà mày hát bài này. Bộ mày muốn đàn trai nó túm lại nó đập mày phù bỏ hả? Trời ơi mày có thương con bé á thì mày đáng mày nín về đi. Mày về nhà mày hát một mình mày nghe. Mày nín. Không, tôi bóp cổ tâm hồng tôi cũng ca bài. Trời ơi, lôi nó đi. Xíu ơi là xíu. Trời ơi, mày đang đám cưới con tao mày hát như vậy rồi mày có ý gì? Bộ mày thương con mé hả xíu? Trời đất ơi. Đó, đúng đó, tôi nói thẳng mấy người là tôi trời thương con mé đó. Trời ơi. Tôi không. Lôi đi. Phụ tao. Không. Tôi chưa hát tặng hết bài cho em mé, tôi chưa đi. Được tình em. Lôi nó đi. Lòng anh buồn. Lôi nó đi. Được tình em. Trời ơi. Dạ kính thưa bà con, thôi bỏ chuyện đó đi ha. Bây giờ xin giới thiệu đôi tân lang và tân gia nhân được mén đến chào bàn hai họ. Con ông á, mày hung đại má nó. Dạ, con nghe lời má dạy. Trời ơi, biểu mày hung vô má của mẹ, trai biểu mày hung má nó đâu chứ. Con đâu có biết đâu, ba má dạy sao thì con làm vậy chứ. Không sao, con cái nó thương mình thì nó hung mình như vậy là quý lắm rồi. Bây giờ xin mời bà con tiếp tục nè, tiếp tục ăn uống đi.
đâu đến nào đó. Ai chờ gió thế vậy mà chết. À em không thấy ba nà ở kia. Ở gái lìa gái lìa. À ông kêu tôi uống theo ông chứ. Ba tôi dặn sao tôi làm vậy à. Trời ơi được cười là được. Vui lắm á, tôi là anh đây, tôi vui lắm á. Ui da, mày đừng có đạp má nữa. Rồi để đó má đu mày ngủ nè, đó đó. Vô. Đôi khi tròn nhìn anh, xem đôi tay rắm phong trần năm xưa. Anh có con sông hồ qua từng ngày, kể từ khi dặn nhau em như tấm vải lụa đào, tông đêm giấc ngủ sánh bao, em có về nào ai đón ai đưa. Ba nè, hết hồn. Quý hết hồn gì? Lấy vợ cho con được xong, còn bà chừng nào tới đây? Ủa? Hả? Tới gì? Hả? Đi đâu đâu tới? Là bộ vợ ngộ, đi đẻ chứ đi đâu? Trời ơi! Trời ơi! Bà giác cái bụng thề lè mà đi đầu trên xuống dưới, mắc cỡ muốn chết luôn vậy. Vô duyên à, cái đó mới là vô duyên à. Sao vô duyên? Tôi hỏi ông nói cái đó trời phú. Cho sao để vậy? Rồi có một thằng khùng con trước rồi bây giờ muốn có một thằng khùng sao nữa hay sao mà cứ trù ẻo tôi hoài, tôi bực bội quá. Cái này cũng là do ai, em nói đi, ai tạo ra? Ai thì ngày cứ than vắng thở dài, cái số tôi sao hẩm hiu quá. Có một thằng con trai sao nó khùng, nó điên, nó khôn lanh như người ta. Đêm thì òn ỉ sanh cho tôi một đứa nữa đi. Ai à? Thôi, trời ơi, bà làm gì bà la tôi, bà đàn áp tôi dữ vậy? Trời ơi, rồi giờ tính la làng lên muốn khỏe à? Chứ sao, tôi la lên cho mọi người biết là tôi có con á. Tôi già rồi còn mang cái bụng này cho mắc cỡ chết luôn. La lên. Không có biết thương còn nói này nói nọ. Tôi nói ông nghe nè, đàn bà phụ nữ đến cái lúc này người ta hay bực bội lắm, hiểu không? Ông phải biết chiều chuộng người ta chứ. Mỗi lần đi sớm nghe ai nói hành nói tội gì là la tôi rồi chọc ghẹo tôi không à. Tôi nói thiệt với ông. Tôi đâu có muốn vậy đâu mà tại gì. Nín đi đừng khóc nữa. Ôi nín đi. Đậm nguyên thai mà. Làm xui rồi, không phải còn gái nhéo nhéo nữa. Đụng tới khóc mà. Nín đi. Tôi biết tôi mà. Thân phận đàn bà như đi anh. Lời thề đã phải mờ, người sắp xa rồi mang theo cả một trời. Thôi, mày nín liền. Trời ơi, mày biết mà tao đang ở trong cái tình trạng này mà tao nghe mày đứng mày than thở một hồi nữa thiệt á. Tao nổi nóng là tao quánh sản nữa cũng vậy à. Mày có nói chuyện gì đâu tao biết. Ở đó không cái đàn ông con trai mà khóc lóc than gian. Mày muốn nghe không? Mày muốn nghe mày vĩnh tay lên mày nghe tao kể nè. Trời ơi, tao nói cái chuyện tình của tao với chú ba mày còn lâm ly hơn nhiều. Cho mày biết cỡ vậy nè. Cỡ sao bác? Mùa thu thư nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều mang mang buồn nếp quân. Đúng rồi, đang không tìm về. Lê trên tâm ước tà áo trên khi niềm em đẹp còn in trên giấy, người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đây hai đứa chỉ thiếu cơ duyên, rừng cũng thấy lá vẫn chưa yên, chỉ lo lắm giờ cũng xa nhau. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Mấy người làm gì vậy? Nín. Trời đất ơi. Ê, chút xíu.
có chuyện gì mà mày qua đây chọc cho vợ tao khóc vậy mày? Mày có lương tâm không? Mày thấy cái gì không? Thấy cái gì bác ba? Vợ tao có bầu. Lãng xẹt. Vợ bác có bầu bác thấy chứ con thấy làm chi? Mà cái bụng của tím ba 7 tháng rồi. Ê bà bụng vậy, cả xóm này ai mà không biết? Cả xóm biết mà mày không biết. Sao con không biết? Mày biết mà mày chọc cho tím ba mày khóc mà ảnh hưởng tới cái thai, là ảnh hưởng tới đứa con của tao. Sau này nữa nó lớn lên đụng chuyện gì nó cũng khóc á, ai mà chịu nổi? Lúc đó mày qua đây mày dỗ hả? Mắc cười quá, đẻ con ra khóc không dỗ bắt mình qua dỗ. Anh à, tím ba, cái này là tự thím mà nghe. Còn tôi khóc là vì tôi thấy tím ca đúng với cái hoàn cảnh của tôi nên tôi mới khóc á. Trời, giống gì? Tao biết mày thất tình với nhỏ nào mà mày nói. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu à. Mày thấy con trai thím không? Thằng đực á, nó không có bao giờ để ý tới đứa gái nào trơn á. Chắc nó bê đê quá. Ê, mày đừng có giỡn nha mày. Mày chọc một hồi là tao đập mày sẵn luôn à nghe. Tao nói là tao hay nóng sẵn lắm á nghe. Đàn ông á là phải ra đàn ông. Mày đặt bi lụy gì con gái không có nên. Có mình. Ừ, đúng nhỉ. Thiệt gì không á chú ba? Sao không thiệt mày? Chứ hồi nãy tôi nghe thím ba nói chú ba không phải vậy đâu, còn lâm ly bi đát dữ hơn con nhiều á. Bà nói xấu về tôi cho xíu nữa nghe. Tôi ở với bà có thằng Đức gần 20 năm nay. Tôi thương bà, hả? Bà biết không? Mỗi lần tôi năn nỉ bà cho tôi thêm một đứa nữa, bà không chịu, bà nói thôi anh ba ơi, đẻ đau lắm em chịu không nổi. Tôi thấy vậy tôi tội nghiệp, thương vợ, sợ vợ đẻ đau mà không thèm có một đứa con nữa. Ai hiểu, ai biết, một mình tôi. Mà giờ này bà đỡ nói xấu tôi, thiệt là người hả? Có đánh không? Cho tôi hét lên một hồi nữa là tôi đẻ sớm mà giờ. Người gì mà nói gì mà lẹ dữ à? Nói mà không để cho người ta đọt cho ta nói làm sao? Người nói đàng hoàng. Người nhịn đẻ nổi tiếng sớm này chứ người gì? Vậy mà cũng nói được. Tôi tưởng ông ngon lắm. Ông nói bậy thử coi cái mỏ của ông có bằng giống như cái phản không? Trời ơi trời, mỏ của người ta mà bà nói bằng như cái phản. Không nha. Có người lạ ở đây mà dám đòi giạt mỏ chồng hả? Nói kiểu đó hổn rồi. Tôi không có giạt mỏ chồng à. Chồng tôi thương tôi à. Tôi á là tôi giạt mỏ cái người nào nói bậy à. Vậy ý bà nói trong tôi có hai người hả? Xé xé đâu đó đó. Thôi im đi. Bà đừng có nói nhiều lời. Tân tuổi nay mới đẻ chẳng biết lo hơn sao. Ai ai mà không biết khi đã lớn lại phải mang cái bụng bầu. Các ông có hiểu cho thân đàn bà. Tim bà nói đúng đó chú bà. Mày im đi, mày cũng giống tao. Chú mày đâu có hiểu cảm giác mang bầu nặng ra sao, đẻ đau như thế nào đâu mà xí vô. À mà mình á nghe mình, sau khi không nãy tự nhiên là nói chuyện ai đâu rồi vợ chồng mình gây lộn là sao vậy mày? Sao kỳ vậy ha? Cái vụ có bầu này là hai đứa mình đồng ý. Ừ. Sao kỳ vậy? Bây giờ tính sao đây? Không em rồi, thôi mình giọt lẹ ở đây một hồi cái mỏ mình đắp muối à. Ê, mày chọc cho vợ tao giận với tao giận gây lộn là mày bỏ mày chạy phải không? Mày đứng lại, mày đứng lại. Trời ơi, được, mình trời ơi, sao lẹ dữ rồi tôi, trời ơi, 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 tưởng con mình khùng quá, có thằng còn khùng hơn con mình. May mà nó không phải con mình. Một người sắp qua cầu, còn chờ chờ đợi đợi chi, anh khỏi khóc tiếng, thôi không chiêm. Dạ thưa anh Tư. Anh đã coi. Ngon quá. Sao bữa nay mày kêu tao bằng anh mày? Tía cháu biểu cháu qua nhà anh Tư. Tía mày kêu tao bằng anh, mày cũng kêu tao bằng anh nữa hả ngoại? Dạ dạ cháu quên. Dạ thưa bác Tư. Dữ không á. Có một tiếng anh với bác mà cũng quên nữa. Mày tên gì mày có nhớ không? Dạ tên Đực.
Vậy mà tao tưởng mày tên cái chứ. Sách vợ đòi. Dạ thế cháu biểu đem biểu anh Tư. Ủa bác Tư. Với lại sáng mai á, cháu qua bên nhà vợ nhờ bác Tư dạy cháu. Dạy mày? Dạ. Dạy gì? Dạ dạy cháu ăn á. Dạy mày ăn? Dạ. Ăn không biết ăn được hả mày? Dạ biết, nhưng cháu chưa biết nói. Trời. Dạy mày ăn nói hả? Dạ. Vậy mà ban đầu mày nói dạy mày ăn, tao tưởng mày không biết ăn. Chừng mày biểu dạy nói rồi tao mới hiểu rằng tía má mày biểu mày xách quà qua đây để học ăn nói với tao gì. Tía cháu nói rằng cháu còn nhỏ dại chưa biết chuyện đời, chưa biết ăn nói thế nào cho vui trước mặt bà con. Trời Phật ơi, cái thay mày quá mạng, quăng cho con cọp ăn ba bốn bữa còn no. Cũng tại má mày không có con trai cho nên mới lên tận núi Tà Lơn cầu trời khẩn tận xin đứa con cầu tự đó. Rồi năm sau má mày mới sanh được một thằng con ngu như là ngỗng đực. Là tao nói mày đứng dòm tao gì, nói mặt mày ngu quá mẹ ơi. Nói dòm tao gì mẹ? Cháu hả? Chứ ai? Vậy là cháu ngu thiệt hả bác Tư? Trời ơi, cả cái chợ này không ai ngu bằng mặt mày hết trơn rồi á. Ngu sao ngu quá vậy ông? Bởi vậy ảnh chỉ mới đặt cho mày cái tên là Út Đực đó, biết chưa mày? Bởi vậy cháu sợ quá à. Cháu sợ sau này cháu làm ông lớn á, người ta kêu là ông lớn đực. Kỳ quá bác Tư ha. Sao? Nghe tự nhiên mắc cười. Vui quá. Vui gì? Ngu. Ngu thiệt. Đứng yên đó đi. Được rồi. Để chừng đó tao nói với anh ba nấu chè xôi đặt cho mày cái tên khác. Vậy hả? Dạ cảm ơn bác Tư. Bây giờ nè, đếm thử từ 1 đến 10 tôi nghe coi. À cái đó thì dễ. Nói thì con khó chứ còn đếm số à con gành lắm á. Vậy con đếm hả? Đếm đi. 1 năm nay. Mở 10. Đếm nghe. 1. 2. Đúng không? Không đúng rồi tao la lên rồi. Tiếp đi. 4. Trời ơi. 8. Trời ơi. 6. Trời ơi. 3. Trời ơi. 9. Trời ơi. 5. Trời ơi. Rồi. Trời ơi tao giả chạc cái trong bản họng mày giờ nghe mày. Ý quên còn thiếu. Còn thiếu 2 số nữa. Số 7 với số 10. 7, 10, bôi đầm già. Bôi đầm già nè, nó bôi đầm già vô mặt mà cho bôi đầm già mày. Sao mà mày ngu dữ vậy mày? Ngu. Nói không phải tặng mày nha. Mày bết quá vậy mày. Bết là sao hả bác Tư? Trời ơi, là ngu quá cha. Bây giờ tao dạy mày vài câu để mai mốt qua nhà vợ nói chuyện nghe chưa? Dạ. Nghe kỹ nha mày. Dạ nghe kỹ nè. Dạ thưa má, con mới qua. Nói lại coi. Dạ thưa má, con mới qua. Giỏi. Câu thứ hai. Dạ. Nếu gặp con mén á, nó chào á, anh mới qua hả anh Út? Mày trả lời. Anh qua để bàn chuyện đám cưới của ai đứa mình. Nói lại coi. Dạ. Anh qua để bàn chuyện đám cưới của hai đứa mình. Giỏi. Dễ quá bác Tư ơi. Còn câu nữa. Nếu bà già vợ hỏi bầy heo của má con lúc này mập không, mày nói dạ không được mập, một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Nói lại coi. Dạ không được mập, một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Vậy đó. Vậy là mày đâu có khờ đâu. Cháu khôn lắm á. Khôn lắm á. Bây giờ còn câu chót nè. Dạ. Mày tự nói tao khỏi dạy. Dạ. Trước khi ra về mày nói với chị Xui sao? Nói coi. Dễ rồi. Dạ thưa chị Xui tôi về. Trời ơi. Nè. Con ơi nó quýnh á. Ê hình như mày thích đánh đoàn lắm không mày? Mày ghiền bị đoàn lắm không mày? Trời ơi, tao chưa thấy cái thằng con nào mà xà bát như mày vậy nghe mày. Hồi đó bác có đi làm rễ không bác Tư? Sao không có? Bác có ngu như cháu không? Trời ơi, bà nội cha mày chứ tao ngu, đồ dịch vật. Mày qua bển á, mày nói cái giọng đó hả? Bà già vợ mày cho mày một đạp vậy nè. Rồi nè, đâu? Né nè, nó. Cháu khôn lắm, đạp thì né đó bộ. Biết né đó. Ê. Mai mốt hãy tao đạp là đứng tại chỗ không có né nha mày. Dạ. Mày thấy mày né cái tao sạc giống ba lê không mày? Dạ. Thôi sao mệt quá à. Dẹp mày đi.
Bây giờ mày về mau đi, ăn trễ lắm rồi trời đang xế chiều. Mày thì không nên thân đi lớp bớt nhộn khổ xuống eo. Từ đây về đó có chung tiêu, còn đi nhấp nhái lạc thơ. Vậy mày cứ về à, ba câu đó mày đừng có quên. Dạ con về nghe bác Tư. À về đi, về về về. Khoan. Gì nữa hả? Trả lời cho tao nghe một lần nữa coi nghe. Câu thứ nhất sao? Dạ thưa má, con mới qua. Giỏi. Câu thứ nhì? Anh qua đây để bàn về đám cưới của hai đứa mình. Giỏi. Câu thứ ba? Dạ không được mập, một con bỏ ăn, một con ngáp ngáp. Giỏi. Thôi về. Dạ thôi tao về nghe cò. Ôi trời ơi, đồ thích chất mày, đồ quý. Về đi mày. Thằng Được nó về rồi đó hả ông? Vợ chồng anh ba vui á, sai nó đem qua biếu một chai rượu với một chục cam. Thôi thôi, đem rượu với cam trả lại cho vợ chồng ảnh đi. Ủa sao hả? Nãy giờ tôi nghe cái thằng Được nó nói chuyện với ông á, sao tôi muốn khùng quá ông ơi. Thì Hương, thì nãy giờ á tôi cũng thấy dây thần kinh của tôi nó chạy lung tung ở trong đầu ấy nè, nhưng không hề gì đâu, có vợ là nó tỉnh lại liền à. Bà không nhớ hồi đó tôi chưa cưới bà ha? Đâu tới tôi nữa à. Trời ơi, tôi còn ba trợn gấp mấy lần nó luôn à, không ai chịu nổi hết trơn ha. Vậy mà sau khi tôi có đôi có bạn, từ đó cái tôi tỉnh khô, nghe mặt cười quá. Ông kỳ quá. Tỷ phú, gần cả chục ông tỷ phú đang nằm gỡ lịch kia kìa. Bà không hay hả? Tôi nói bà nghe, con gái ở dưới quê á thì nên lấy chồng ở dưới quê. Mơ tưởng chi ba cái chuyện chồng giàu tỷ phú, việt kiều việt kiếu đồ mệt quá. Còn cái chuyện thằng Đực á, đừng lo gì hết trơn á. Xe gắn máy, máy đuôi tôm cho đến máy cài ha, gặp tay tôi sửa là nó chạy ào 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 à. Huống chi cái thằng út khờ, tôi sửa cái nết ngu của nó thành khôn cho bạch khoai. Thôi hay quá. Chứ sao không hay? Ông ráng cách nào nha, chứ tôi coi bộ cái thằng đó nó hết thuốc chữa rồi nha. Nếu thấy không có xong á thì tôi khuyên ông á, đừng có nhận lời làm mai, đừng có nhận lời làm mai làm mối một cô gái đẹp nào hết trơn trời á. Khôn ngoan lại đi lấy cái anh. Ta mệt quá. Cái gì mệt? Tại ông hết trơn á. Tại ông mới mai nên sầu nổ mang. Trong làng ta đây nào thiếu thanh niên đẹp trai, cuộc sống sang giàu mà sao không chịu cỡ xe lại xe duyên với thằng điên. Trời mệt quá mệt. Bà không hiểu chi chớ phiền trách tôi. Phiền cái sao không phiền ông nội? Gia đình anh năm nào phải cao sang. Giỡn ở đâu mà quái. Con em thì cũng chẳng làm tiền, chỉ cần chồng nó thủy chung, cả đời luôn biết gì vợ con. Nè, tôi với anh ba vui á là bạn láng giềng nối khố, ảnh có việc nhờ mình không lẽ từ chối hay sao. Còn về phần thằng Đức á, đừng lo gì hết trơn á, ba trợn gấp mấy á, nó gặp tôi nó cũng hết ba trợn à. Còn cái con mén, nó là con cháu mình, không lẽ mình để nó lỡ dở cuộc đời hay sao. Bà sợ, cứ tin vào tôi, Tư Cò này nè, bản lãnh một cây, mưu trí còn hơn Khổng Minh và Cắt Lượng. Không ơi, làm vợ ba cái thứ mà lưu manh á, xì ke xì cọt nữa mới sợ, chứ làm vợ thằng khùng có chắc chắc ai đâu. Thôi đừng nói nữa, mệt cái lỗ tai quá rồi. Làm gì mệt? Ông muốn làm gì đó ông làm đi. Cái miệng của ông á nghe. Sao? Trời ơi lẻo lự lắm trời ơi. Trời ơi lẻo đâu có bằng ba. Ôi trời, ổ phải vợ tôi không trời. Trời đất ơi, không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của tôi trời.
Bà ơi, bữa nay sao bà đẹp quá vậy? Vậy? Hả? Đẹp thiệt không? Trời ơi, đẹp quá ơi. Hồi tôi mới cưới bà đó, lúc đó bà đen thủi đen thui à. Thì bị làm ruộng nè, đi cày đi cấy suốt ngày không đen sao được. Đẹp vậy mới sao? Nghe nè. Hả?